Kevin Anedip Perawanagaha Ekete Bumma Chaya Tu Đề Qua La Tha La Visame Yakha Gang Tha Banaga Tích Thăng Ta Sang Tích Kê Yang Muni Varavasanang Satta Vô Mê Sunang Tu Ma Savana Kalo Ayam Badanta Ma Savana Kalo Ayam Badanta Thamma Savana Kalo Ayam Badanta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đảnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn mãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càng thác bà cùng lâm dương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây. Xin thỉnh hỏi họp lại đời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô tát sa pha ga va tô a ra a tô sa ma sam bút đa sa. Nam mô tát sa pha ga va tô a ra a tô sa ma sam bút đa sa. Nam mô tát sa pha ga va tô a ra a tô sa ma sa mô tát sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh viễn tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh viễn tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Iti Viso Phá Ga Qua A La Hán Đức Thế Tôn hiểu A La Hán bởi ngài đã xa lìa các tội lỗi nên tiền thân, tiền khiên, tật thân và khẩu của ngài đều được trọn lành. Samma Sambuddho Đức Thế Tôn hiện Samma Sambuddho bởi ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác tự ngài ngộ lấy không thầy chỉ dạy. Vichacharana Sambanno Đức Thế Tôn hiện Vichacharana Sambanno bởi ngài toàn đắc ba cái giác, tám cái giác và năm cái hạnh. Sugato Đức Thế Tôn hiện Sugato bởi ngài đã ngự đến nơi an lạc bất sanh bất diệt đại niết bàn. Lokavidu Đức Thế Tôn hiệu Lokavidu bởi ngài đã thông suốt tam giới. Anuttaro Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro bởi ngài có đức hạnh không ai bì. Purisadamasarati Đức Thế Tôn hiệu Purisadamasarati bởi ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Sattadeva Manusanang Đức Thế Tôn hiệu Sattadeva Manusanang bởi ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Buddho Đức Thế Tôn hiệu Buddho bởi ngài giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết giới. Phagawati Đức Thế Tôn hiệu Phagawa bởi ngài đã siêu xuất tam giới, tức là ngài không còn luân hồi lại nữa. Nati me saranang anyang Buddho me saranang varang etena sacca vace na ho tuk me chayamangalang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Savakato Pagagata Thẩm Mô nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Thẩm Mô là pháp thánh có chín hạng, bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Sanditiko là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý.
Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, lại khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehibasiko là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Obanayiko là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép tiền định. Pachatang Veditabo Vinyuhiti là pháp mà các hàng kể, nhất là bậc thượng trí được biết được thấy tự nơi tâm. Nathi me saranang anyan thammo me saranang warang etena satcha vacena ho tuk me chaya mangalang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báu nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Supatipanno Bhagavato Savakasango, tăng là các bậc tinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Ujjubatipanno Bhagavato Savakasango, tăng là các bậc tinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Nyayabatipanno Bhagavato Savakasango, tăng là các bậc tinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc chứ khỏi các sự thống khổ. Samichipatipanno Bhagavato Savakasango, tăng là các bậc tinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo giới phép định tuệ. Yadidang Chattari Vuri Sayugani, tăng nếu đếm đôi thì có bốn bậc. Tăng đã đắc đạo cùng quả tu đạo mờn, tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a na hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a la hán. Attaburi Sapukkala, tăng nếu đếm chỉ thì có tám bậc. Tăng đã đắc đạo tu đạo mờn, tăng đã đắc đạo quả tu đạo mờn, tăng đã đắc đạo tư đà hàm, tăng đã đắc quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo a na hàm, tăng đã đắc quả a la hán, tăng đã đắc đạo a la hán, tăng đã đắc quả a la hán. Esa Bhagavato Savakasango, chư tăng ấy là các bậc tinh văn đệ tử Phật. Ahuneyo, các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tính thí ở phương xa đem đến dân cúng cho những người có giới hạnh. Bahuneyo, các ngài đang thọ lãnh của tính thí mà họ dành để cho thân quyến cùng đồng bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Dakinayo, các ngài đã thọ lãnh của tính thí tinh lý nhân quả đem đến dâng cúng. Anchalikaraniyo, các ngài đã cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang Punya Khetang Lokasati, các ngài là phước điện của chúng sanh không đâu bị kịp. Nathi me saranang anyang sangkho me saranang warang etena sakya vache na ho tuk me chaya mangalang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báo non con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Vandame chetiyang sappang sappatha me suppati thitang Sari di khat tha tu maha bo din buddha rubang sakalang sada. Con đem hết lòng thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Sa Lợi Đại Thọ Bồ Đề và kim thân Phật đã tạo thọ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lời và tỏ tường năm điều quán tưởng phải được thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Sắp
Besata avera hontu sukita hontu nikdukha hontu ayapacha hontu anikya hontu dikya yuga hontu aroga hontu sambati samichang tu sukhi attanang variharang tu dukkhapatta janipdukha bayapatta janipaya sokapatta janisoka hontu tu sắp baby banino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có hoang trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, con xin đạo tràng cùng với con thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Uka samayang phante visum visum rakhana ta ya ti sarane na saha pang cha silani ya cha ma. Bạch quá chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để dân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Duttiyambi mayang pante visum visum rakhana ta ya ti sarane na saha pang cha silani ya cha ma. Bạch quá chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để dân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tatiyambi mayang pante visum rakhana visum rakhana ta ya ti sarane na saha pang cha silani ya cha ma. Bạch quá chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để dân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Duttiyambi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Duttiyambi thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Duttiyambi sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyambi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyambi thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyambi sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Banati pata veramani sika padang samadhiyami, con xin dân giữ điều học là quỷ tránh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sika padang samadhiyami, con xin dân giữ điều học là quỷ tránh xa sự trộm cắp. Kame sumi cha chara veramani sika padang samadhiyami, con xin dân giữ điều học là quỷ tránh xa sự tà hạnh. Musawada veramani sikha padang samadhiyami, con xin dân giữ điều học là quỷ tránh xa sự nói dối. Sura meraya machappatma dathana veramani sikha padang samadhiyami, con xin dân giữ điều học là quỷ tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Вот.
tamang ghe na quang đề hăng ba đa văn sum va rút tamang bột thê vô khả lý tô đô sô bột thô khả ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ di trần dưới chân Đức Phật là đấng chỉ tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo phu sinh Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quang đề hăng thẩm măng cha đu vi thăng và răng thẩm nê vô khả lý tô đô sô thẩm mô khả ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính của đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cuối sinh pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quang đề hăng sẵn khăn cha đu vi thốt tamang sẵn khê vô khả lý tô đô sô sẵn khô khả ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi sinh tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nên thể hiện pháp lành, có khả năng chất phát, ngay thẳng và nhu thuận, hiền hòa không kiêu mạn, sống dễ dàng tri túc, thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyển niệm, không làm việc ác nhỏ, mà bậc trí hiền chê, nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc, chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình thấp cao không đồng đẳng, hãy hết thảy chúng cũng tình lòng từ không phân biệt, hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc, đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì. Đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si, hoặc vì nuôi quán tụ như mẹ dạo tình thương, suốt đời lo che chở đứa con một của mình. Hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh, từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hải, trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi quan trái, không hờn giận quán thù. Khi đứng ngồi nằm, bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh. Phạm hạnh chính là đây, ai xả ly kiến thố, có giới hạnh nghiêm trì, đạt chánh tri viên mạng, không ái nhiễm dục trần, thoát ly đường sanh tử. Xương không mà con chó đói cổ công gặm lì, ngũ trần như thịt tự thi, quả tranh nhau mổ kẻ gì thúi tha, ngũ trần như đũa rôm phà, cầm đi ngược gió ác là hỏng tai, ngũ trần hầm lửa đỏ gai, xa chân xuống đó hàng ngày khổ đau, ngũ trần tở giấc chiêm bao, thấy rồi liền mất dễ nào bền dai. Ngũ trần như vật mượn xài, xài xong phải trả giữ hoài được sao? Ngũ trần như trái chín cao, ngại cây gãi nhánh nhỡ đau thở rừng. Ngũ trần lao kiếm sáng trưng, phạm nhầm ác khổ mở đừng dễ vui. Ngũ trần giao thớt đủ đôi, người mà mê đắm bầm nhồi nát tan. Cả hai tuổi nọc nhẹ, cả hai tuổi nọc lại càng dạy kinh, ai tu nấy liệu dựng mình, mười điều tội khổ đinh ninh giữ lòng. Sự nóng giận rất nhiều mãnh lực khi phát sanh tích cực vô cùng,
mặt xanh mặt đỏ vậy? Mặt xanh mặt đỏ giận run cả người, ráng dập tắt tánh tình sân hận. Hiền đức xưa căn dặn lắm lần, người mà tánh nết hay sân, nhận ba la mật khỏe thân lạ thường. Người muốn thắng để nhờ người thắng, hay giỏi chi cứng rắn tranh đời. Làm thinh chẳng thốt một lời, giữ thân nhẫn nại không rời Phật ngôn. Đối khác vẫn ôm tồn thái độ, hoặc tham sân đau khổ si mê. Nhịn sự vui thú ngọa nghê, nhịn luôn cả những tiếng khen chê của đời. Nhịn cả thải những lời đâm thọc, nóng lạnh cùng rắn độc các loài. Rủi ro gặp lúc nạn tai cũng đều nhịn hết chẳng sai tất lòng. Nhịn cả thảy mũi mồng gió nắng mới gọi là bá nhẫn trăm lần. Phước báo to lớn muôn phần theo lời Phật dạy ân cần suy tôn. Có pháp nhẫn suy tồn của quý, cả thảy ai thượng trí trong đời. Sửa trao sắc đẹp cho người đều do nhẫn nại pháp thời thật cao. Pháp nhẫn nại khác nào kiều lộ, hoặc chỉ như xe cổ rước người. Thiền nhân trí thực trên đời, sanh về nhàn cảnh cõi trời thiếu chi. Nếu gồm đủ nhiều khi phước đức, nhập niết bàn lập tức chẳng sai. Nhẫn nại hạnh phúc hỡi ai, không hao của cải phước hoài chảy vô. Mọi người thảy quan hô khen ngợi, đến sự nào được lợi như thường. Chư thiên người thiều thương, do nhờ nhẫn nại thường thường quen tâm. Xin nhờ người tầm đạo đức, trì giới già gắn sức tam thiền. Bố thí nhẫn nại chẳng kiêng, bao nhiêu công quả phước đều như không. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ đi vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, ở mau dập kết liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh. Nguyện thảy chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành. Nguyện dình tam học do định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh. Nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh. Nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Văn kim chi ku sa la cam mang cấp ta băng ki ri yang ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tăng ca tăng ye sát ta sang ni no a thi ye cha sát ta a sang ni no ca tăng phun na pha lăng mày hăng sắp bê ba ghi ba văn tu tê ye tăng ca tăng su ri đi tăng đi năng phun na pha lăng gia về cha tát tha na cha năng ti đề qua gần to ni quê đa dung sắp bê lô cam hi về sắp ta chi quăng ta hà ra hệ tu ca ma nhu năng bồ cha năng sắp bê là phần tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo dựng bền, có thể tiếp chúng đổ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà. Chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cầu thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện nay gặp cùng. Chúng sanh quan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Sinh thâu phước báo cúng dường, hoa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Idang wa ta medanya asawakhaya wa hang ho tu
Xin cho sự phước thí mà con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm nơi tâm. Dạ con đã lễ bái Tam Bảo xong ạ. Dạ con xin đạo tràng cùng với con thỉnh pháp sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahma chaloka dipati sahang bati katang chali angthi warang aya chatha santi tha satap bara yakat chata tika desetu thamang anukam bimang bacang satham maberin vinayang chaka yang sutang cha pangdang api macam mang Ako tayang to satusak chadang dang babo thaneye parisa yamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật những lời nhưng chẳng dị hơi, viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày giờ chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp tự. Đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư nước vàng, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con kính đảnh lễ ngài Đi Tông ạ. Dạ con kính dâng mít đến ngài, nhờ ngài để ngài thử mít ạ. Con kính kính dâng mít đến ngài. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kính Thưa Chư Cần Sinh Nam Cư Sinh Nữ Trong Đạo Tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chung rõ rõ. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, dạ đạo tràng, dạ con nghe tiếng của ngài rất là rõ ạ. Dạ hôm nay là ngày cuối tuần, xin quý anh chị có thắc mắc gì giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là test chat lên màn hình ạ, để cho trường đạo có những câu hỏi để họ để đọc ạ. Dạ xin mời quý anh chị ạ. Chị không ai có câu hỏi, con xin có câu hỏi để con hỏi ngài. Thưa bạch ngài, ví dụ một người tu Phật á, theo đúng nghĩa mình có nên sống bình thản hay là có chủ tâm phát triển về cuộc sống á bạch ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Tu theo Phật thì phải học theo giáo pháp, hành theo lời dạy của Đức Phật, phát triển cuộc sống bình thường để làm gì, phải không? Bởi vì khi mình tu theo Phật, tức là nhất là mình thọ tam nguyên ngũ giới, thì trong cái điều đó cũng đã nói lên những cái điều cần phải làm rồi. Muốn trở thành cư sĩ nam cư sĩ nữ thì phải học pháp, phải học pháp, phải hành. Và đối với giáo pháp Đức Phật thì mình phải là người hậu trì giáo pháp. Nên nếu mà mình lo cái chuyện riêng tư của mình thì làm sao mình hoàn thành cái vụ học pháp, hành pháp và hộ pháp được. Thành ra tu
đối với một tu sĩ thì chỉ có ba chuyện để làm thôi, làm ngoài việc đó thì nó không có đúng. Đối với tu sĩ là giới phải giữ, định phải hành, tệ phải tu. Đối với Trần Sinh Nam thì giới thì cũng phải giữ, rồi pháp thì phải học, phải hành, rồi gian khác là để hộ pháp, tức là lo cho những cái phương tiện liên quan tới việc quản trị giáo pháp của chư Tăng, với đem làm một số cái điều kiện mà để giúp cho những cái cơ sở mà của tôn giáo nó được đầy đủ để chư Tăng có thể hoàn pháp được. Thế còn nếu mà mình cứ lo cho mình, ai lo cá nhân riêng tư, cứ lo cho riêng tư cá nhân mình thì rất là cái điều rất là đáng tiếc, bởi vì Phật pháp sẽ sớm suy đồi khi mà hàng tư chúng không có làm đúng cái nhiệm vụ của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, sa thúc, con kính tri ân Ngài rất nhiều ạ. Dạ, quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hay là text chat trên màn hình ạ? Dạ, kính mời quý anh chị. Sao đạo tràng im lặng quá, cô chị cô Khi Ma có câu hỏi gì với ngài không? Cô Khi Ma, cô tu nữ Khi Ma có thắc mắc gì không? Giơ tay trực tiếp hỏi ngài. Dạ, xin mời quý anh chị trong đạo tràng. Cô Kim nữa nè, cô Kim trong đạo tràng. Không có ai có câu hỏi, con xin thêm có một câu hỏi nữa ạ. Dạ thưa ngài, thí dụ trong cuộc sống của mình đó ngài, mình gặp cái nhiều phiền não quá, mình thấy mình gặp mỗi lần mình gặp phiền não nhiều, mình có nên kham nhẫn chấp nhận hay là mình phải chống đối lại cái số mệnh của mình bạch ngài? Dạ con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Mình đối diện với một số khó khăn của đời sống là tùy theo mỗi việc nó như thế nào. Chứ còn nếu mà mình nói chung thì không được, cảm nhận thì nó cũng phải có lúc. Và mình phải điều chỉnh một số cái công việc liên quan tới đời sống của mình. Dù như từ xưa giờ mình ít có tạo thiện pháp thì mình ráng cố gắng mình tạo thiện pháp. Bởi cái thiện pháp nó sẽ là một cái năng lực để cản trở bớt nghiệp xấu nó tới với mình. Có những cái nghiệp xấu thì mình tránh không được, nhưng có những nghiệp xấu mình tạo nhiều thiện pháp thì nó cũng giúp mình tránh hoặc là nhẹ cái ác pháp nó đi. Bây giờ đối với phiền não hay đối với cái quả của cái điều xấu mình đã làm đó, mình chỉ có hai chuyện để ấy thôi. Một là mình chiến thắng, hai là mình thua thôi, chứ không có què. Mình đừng nghĩ im, ngồi im rồi cái nó sẽ qua, nó mới qua bao giờ cả. Nó qua thì mình đời cũng là cũng tệ gì trong giải. Nên chuyện đầu tiên nhất là xem lại coi cái bổn phận của mình có làm tròn đủ chưa. Thằng mà tuy chúng thì cái sinh nam của sinh nữ là phải bố thí trì giới, học Phật pháp để có thể hành thiền
chỉ hoặc thiền quán theo cái khả năng của mình, chứ không có bắt phải hạ thủ công phu nhiều như giới tu sĩ. Thành ra bố thí của mình cũng không làm, giới hạnh của mình cũng không trang nghiêm, thì cái nghiệp xấu nó mình sống như vậy thì nghiệp xấu nó phải theo kịp thôi. Đấy. Mà thì cái nghiệp xấu nó theo kịp, mà nếu mình ráng gắng mình làm nhiều thiện pháp thì ít nhất là thiện pháp nó không có đủ năng lực để thắng cái nghiệp xấu đi nữa, nhưng nó cũng làm bớt cái sự cho quả của nghiệp xấu đó. Chứ còn nếu mà mình cứ buông tay, thí dụ mình rớt nước mà mình không dễ dụ, không làm gì thì mình chỉ nước chết thôi. Thì đời sống cũng vậy, đời sống mình những cái chuyện đáng làm thường thường mình không có làm, mình chơi việc thiện nhỏ không làm, khinh thường việc ác nhỏ rồi làm. Đó là hàng ngày mình đối diện với những cái chuyện đó là nó rất là khó khăn cho cuộc sống của mình. Khi mình gặp những cái trở ngại, biết cái phước mình ít thì mình ráng gắng mình tạo phước cho nó nhiều, chứ không thể mình xuôi theo nó để mình chết sớm chứ khỏi đâu, phải không? Thành nó mình phải xét lại cái đời sống của mình coi nó như thế nào. Đó. Mình mỗi ngày mình tạo thiện pháp nhiều hay ác pháp nhiều? Mà chắc chắn là ngày mình tạo ác pháp nhiều. Mà mình tạo ác pháp nhiều thì cái năng lực của ác pháp mình làm trong lúc hiện tại đó, nó sẽ giúp cho những cái ác pháp nào nó ít cái năng lực mà đang theo có đủ sức khỏe để theo kịp. Mà nó theo kịp rồi nó quậy mình thôi. Nó quậy rồi mình nói ơi tôi phải trả nghiệp hết. Đó là cái điều mà tào lao nhất. Nghiệp mình không có trả, khi nào nó bắt buộc nó tới mình chạy không nổi thì mình mới trả thôi. Còn nếu không mà chúng tôi nói nhiều lần, một là mình trốn, hai là mình dứt. Chứ còn trong bao nhiêu tăng ngày kiếp mình làm nhiều ác quá, mình đứng đó mình chờ để mình trả. Nói chuyện thật rất là mình nhớ là tôi hàng ngày mình phải quan sát lại cái việc ác, cái việc thiện mình đã cộng cộng trừ như thế nào để mình ráng cố gắng mình dung bồi cái thiện pháp của mình, luôn luôn tri túc với cái ác pháp thì đời sống mình nó sẽ khá hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ dạ kính chào huynh Minh Tâm mới vào đạo tràng. Dạ kính mời huynh có câu hỏi gì không, trực tiếp hỏi ngài hay là test chat trên màn hình, hay giơ tay trực tiếp nói chuyện hỏi ngài cũng được. Hôm nay đạo tràng vắng quá, không có ai có câu hỏi hết á. Xin mời quý anh chị ạ. Dạ xin mời huynh Minh Tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô Tham Ma Gia, nam mô Sang Khai Gia. Dạ trước hết con kính đảnh lễ và vãn an sức khỏe sư Liễu Tông. Dạ kính thưa sư, dạ mới đây Việt Nam có một cái chuyện hơi nóng là một cái chùa nhà kinh doanh về vấn đề là ma quỷ, nói gì cho nó dễ. Thì có nhiều người nói là gì linh tại ngã, bất linh tại ngã, nghĩa là mình tin nó có mà mình không tin nó không có. Nhưng mà ý của con suy tư cái nào đúng đúng, cái nào sai sai, chứ mình không có thể nói như vậy. Và cái vấn đề là với chùa chiền á, mà chư tăng nghiêng về vấn đề là cái chuyện mà không ai chứng minh được, tức là chuyện ma quỷ đó, và để kiếm cơm đó, thì cái việc này á, nó có được sự chấp nhận hay không thưa sư, hay là mình có thể biện là coi như anh tin thì tin, còn anh không tin thì thôi. Cái chuyện đó nó tùy người. Thì đây cái vấn đề này cũng đang rất là sôi nổi ở Việt Nam, và kiếm vô tới gọi là tiền mấy trăm tỷ, tức là rất là nhiều tiền, và rất là nhiều tiền cũng do vấn đề kinh doanh ma quỷ. Dạ thì đương nhiên con cũng biết ma quỷ là có, nhưng mà đối với chùa chiền chúng ta có được phép kinh doanh ma quỷ hay không thưa sư? Dạ hay là chúng ta chuyển qua vấn đề tu tập thôi? Dạ bởi vì có nhiều người họ nói rằng là mình tin thì có mà không tin thì không có. À thì ở đây nó hơi kẹt lắm, bởi vì cái chuyện này nó không có chứng minh được. Dạ thỉnh sư giảng dạy cái điểm này.
Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Chúng tôi nói nhiều lần trong cái room này, tại quý vị không nghe hoặc là cái sự sắc thần kinh nghĩ của quý vị yếu quá. Nghĩa là tất cả những cái gì trước mặt mình thấy đó, nó có hai chuyện. Rồi mình phải có đủ khả năng để mình suy xét ra cái chuyện đó, nó đúng sự thật hay là nó không đúng. Chỉ có chuyện thôi. Mà trong đời sống của cần sự hàng tứ chúng đó, là Đức Phật chỉ dạy có hai chuyện thôi. Thứ nhất là khanh thả thú rá từ pháp học, thứ hai là quý thả thú rá từ pháp hành. Nhưng mà tại vì cần sinh năng mà sẽ nói học không có đúng, nên là có những cái tà sư ác hữu nó mới lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết của mình, nó kiếm ăn cái kiểu đó. Không phải bây giờ mới có, từ xưa nó đã có rồi. Chúng tôi từng kể chuyện ngày Xá Lợi Phật Tạ đó, có ông thầy là Sảnh Sai Quy Rách Xá Phật Tạ đó ha. Khi mà ngày Xá Lợi Phật Tạ ngày về nói với ông thầy, nó có bậc A Hẳn Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện. Ngày tới đó chắc được nhiều, thầy tới đó chắc được nhiều cái lời lọc chứ lắm. Ông thầy ông vàng hỏi lại câu sinh giờ, thế gian này người ngu nhiều hay là người khôn nhiều? Thì ngài Xá Lợi Phật Tạ ngài nói thế gian này thì chắc chắn người ngu nhiều, chứ làm sao người khôn nhiều được. Thì ông thầy ông phán cho ông câu sinh giờ, như vậy thì người ngu ở với ta, người khôn theo Đức Khô Tà Ma. Tà sự ác hữu thì nó lợi dụng cái sự mà nói trắng là người ngu đó, tức là mà ngay cả mà thằng tới chúng này nè, tới chùa ông chùa học hỏi mà cứ nghe nói gì tin bà đâu tin đó, không thông chánh tà thì nó phải tó mình thôi. Hơn kiếm tiền hơn, hơn là mấy ông sư tu hành đàng hoàng ngồi cực khổ. Dạ Đức Phật thì nó rất là nó khó cho con người ta thâm nhập, thành ra người ta nghe lần hai lần người ta bỏ. Ví dụ như cái room này là quý vị thấy không, những cái room mà Phật Pháp nói chung đó, số người vô bao nhiêu. Còn những cái room mà chửi lộn hay là ca hát rồi quý vị thì nhìn quý vị biết liền gì đâu, thấy không, thì nó phải đông hơn. Mà ngay cả ở Mỹ này, ngay đừng nói đâu xa, những cái chùa nào mà có cúng dông, có thí thực cô hồn này kia, chúng sanh tới đông lắm. Những cái chùa nào biểu lợi đây vô học rồi để hành thiền này kia ông sùm rất ít, bởi vì ngồi thiền tê cẳng mà cái quả thì không thấy. Còn tới chỗ nào mà có thí thực cô hồn rồi này kia ông sùm đó, mà đáng lẽ ông phải đặt câu hỏi cái đó trúng hay sai. Không lẽ tôi tới chùa mà tôi thành ma thành quỷ để cho mấy ông thí thực rồi sau khi tôi chết thì sao, phải không? Cái chùa là phải học hỏi để sanh thiên, sanh về cõi an vui. Nhưng tới chùa mà để thành ma thành quỷ cho mai mốt họ làm lễ thì họ cúng dông cho mình, thí thực cô hồn cho mình, thì cái đó là lỗi tại mình, cho mình đừng có chê người ta. Khi mình thấy những cái hành động đó, đáng lẽ mình phải quét sanh cái đó, thầy làm cái đó hay là sư làm cái đó đó, Đức Phật dạy trong bài kinh nào, Đức Phật dạy lúc nào, dạy cho ai, thì họ đâu dám làm bậy nữa. Chứ còn nếu không họ cứ làm bậy hoài, tại vì mình không có đủ trí tuệ để mình phán xét, mình không có đủ trí tuệ để hiểu biết đó. Thành ra đầu tiên mình tới chùa là phải học cái đó, học để biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì nên cố gắng thực hiện, cái gì nên tránh xa. Thì cái những cái đám mà tà sư ác hữu nó không có cơ hội để nó sống còn. Chứ còn mình tới chùa cái kiểu mà rồi ông nói sao nói, miễn ông cúng ông hầu niệm cho mình, ông cúng dông cho mình, hay là ông cầu siêu cho mình là được rồi. Thì cái chuyện đó thì gặp tà sư ác hữu là nó khỏe quá đó, sao đó. Nên là mình cứ đánh, mình cứ hỏi là chính cá nhân mình, có mình tới chùa loại nào. Tới chùa kiểu thiểu trí, ít hiểu biết, nhưng mình thì chắc chắn bọn đó nó phải, nó rất là nghĩa là quan nghĩ để welcome cái gì. Thành ra chùa mới giàu mới lớn được. Những cái chùa tới thiệt vô ngồi sáng thì sáng tới chiều, phải thọ tám giới, không được ăn chiều nó mệt thôi. Chùa này chắc không có nhiều, thôi để mấy người tu thiệt ta tới, còn mình tới chỗ nào dễ ổn. Nó không ngâm ngáp hay nó hậu niệm cho cái đi lên, hay nó tụng kinh cầu an siêu lên, hoặc có ma nào biết mình làm đó cho mình đi lên hay đi xuống. Nhưng mà mình cứ tin vậy thì bây giờ mình ráng mình chịu thôi, chứ làm sao giờ, phải không? Cái trong 84.000 bài Phật dạy cho mình, nó có chỗ nào cũng dông cũng độ,
vì thấy thân nhân hồi xưa bằng những học của ngài chết, ngài kêu ai chưa tăng lại đây cúng dòng ngồi niệm cho nó không có. Tại giờ mình cứ bày ra mình tu Phật mà tu theo não đạn nô lệ mình chặt ở Bắc Kinh đó, thì mình ráng mình chịu cho nó to chứ bắt gì đâu. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thú và kính riêng sư Liễu Tông và sẵn Rung không ai hỏi con hỏi để Rung cũng có thêm sự hiểu biết. Dạ thưa sư, dạ ở như con cũng đã từng đặt câu hỏi như chia sẻ là ở Việt Nam và một số nước bây giờ họ có cái trào lưu là họ kinh doanh xây chùa, tức là thêm một cái dạng xây chùa nữa là xây chùa để người ta chụp hình, xây chùa để người ta tham quan và xây chùa để người ta đến du lịch. Tức là cái ngày xưa thì xây chùa vẫn là tu tập, nhưng bây giờ thì nó không có dính tới tu tập hết á. Tức là họ xây chùa với một cái mục đích là kinh doanh. Dạ thì thưa sư, một người Phật tử như con mà mình đến những ngôi chùa đó rồi, tại vì mình đi theo tour tức là mình đã trả tiền rồi, thì mình đến đó mình không có gọi là cúng dường gì thêm á thưa sư, nhà như vậy thì mình có bị cái sự bổn sản hay không thưa sư? Nhà bây giờ nó làm lớn quá, nhà mà mình đi tới rồi mình giờ mình chụp hình mình chơi rồi xong rồi mình giọt thôi, mình không có thùng phước xương thì nhiều nhà, nhưng mình không có bỏ vô nhà, như vậy thì nó có nên hay không nhà, hay là mình là cứ là người Phật tử thì mẹ ra thấy cái chùa như thùng phước xương rồi mình cứ móc vào bao mình bỏ vô nhà, tỉnh sư giảng dạy cái điểm này ạ. Nam mô Phật Tha Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hề Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị, mình làm phước để làm gì? Mình tới chùa nào mà có dạy dỗ, có lớp học, lớp đồ này kia sùm thì mình nên cúng dường, còn nếu không mình không cần mình để tiền, mình làm phước chỗ khác. Chúng tôi nói nhiều lần là tại quý vị cũng ít để chứ. Thay cái tiền quý vị làm phước thì những cái chùa mà bự dần dần rộng rãi mà không mà thuộc loại nhất tự di sư, bán tự di sư đó. Quý vị để cái tiền đó quý vị nuôi một ông sư mà đi qua bên mấy nước theo Phật giáo truyền thống có dạy dỗ đàng hoàng đó. Họ học thành tài, họ có thể làm được nhiều ngôi chùa, họ làm cho giờ họ dạy cho được nhiều cận sinh nam cận sư nữ có khả năng để hiểu biết giáo pháp, nó vẫn tốt hơn là quý vị xây cái chùa ngôi chùa lớn rốt cuộc là nó cũng tiêu thôi ha. Chứ có ai đâu mà tới đó đi vòng vòng chụp hình để lên Facebook, mai mốt gặp Đức rồi còn nguyện gặp Phật nữa. Tại chùa lớn bỏ tiền thủng một xương nguyện gặp Phật, thì gặp Phật thì cũng chụp hình, xin chụp hình với ngài rồi đưa lên Facebook nữa thôi, chứ làm gì giờ, phải không? Mình gặp Phật mà gặp, mình có biết gì đâu hỏi ngài, mà ngài thấy cái mặt mình rồi thôi ngài cũng thèm nói, bởi vì nói ra thì giống như nói lời vô ích, phải không? Đức Phật mà khi nói phải có kết quả, tức là ngài phải quan sát người này cái tiền nghiệp ba la mật bao nhiêu, được bao nhiêu, rồi nói pháp nào để họ có thể chứng ngộ chứng đắc đồ này kia không sùm. Còn mình gặp Đức Phật cái kiểu mà nó giống như là năn nỉ để được chụp hình với ngài đó là thôi chứ. Bởi vì nên nhớ vào thời Đức Phật còn tại tiền đó, ngài và hàng ngàn thánh tăng mà a la hán đó, ngày nào cũng đi thì bình vậy đó, nhưng mà có mấy mạng mà được đắc đạo quả đâu. Bởi vì hồi xưa kiếp trước cũng nguyện đi gặp Phật đó. Nhưng mà bây giờ giáo pháp còn mình không lo học, rồi mình nguyện gặp Phật để làm gì? Nó phải ráng học đi. Nó không bổ phải ngang, bổ phải dọc. Làm phước phải biết cách làm. Làm phước mà nó phải phát sanh trên lợi ích đến cho những người tu tập, phát sanh trên lợi ích cho sự vững bền của giáo pháp thì nên làm phước. Chứ còn làm phước mà để cho tà sư ác hữu nó nuôi mạng của nó. Cỡ như huynh chưa chắc dám mua Mercedes đi mà xài, còn thấy ông nhiều ông sư cũng đi Lexus, Mercedes còn theo. Thành ra mình nên nhìn vào đó nên biết cái chỗ nào nên làm phước, chỗ nào không nên làm phước. Chỗ đó làm phước được, đi chỗ khác làm phước, chứ không chi gì phải sợ cả. Thế giới này là rất nhiều nước vẫn còn cần sẽ cái giúp đỡ để cho giáo pháp trường tồn. Tại nhìn bỏ vô thùng phước xương của cái những cái chùa mà không có dạy, không có dạy dỗ gì, không có nuôi chư tăng đó,
mình có thể mình gửi vào những cái cơ quan mà họ đang trùng tu tâm tạng rồi này kem sùng đó, vẫn tốt hơn là mình đi làm phước cho những cái người mà xây chùa để khoe, giống như khoe cái hay mình cầu phước mình mới xây chùa lớn, cái đó không có gì đó, phước xài hết rồi cũng ngáp như thường. Nên nó làm phước nên làm cho đúng thì quả nó nhiều, làm không đúng cũng giống như mình đổ vàng mà xuống sông mà thôi. Nam mô Phật Thầy dạ. Dạ sa thu sa thu. Dạ kính thưa sư Lữ Tông, dạ xin mời quý vị Phật tử giơ tay lên đặt câu hỏi à. Dạ con hỏi một câu nữa để cho sư tụ, mời quý vị tiếp tục nha. Dạ, dạ kính thưa sư Lữ Tông, dạ trong những cái nghề nghiệp đó, dạ chúng ta không được mua bán động vật, không được mua bán vũ khí chất sai vân vân, dạ về cái đó chúng con biết. Dạ thưa sư, có một cái mới nữa mà cái này thì trong giới luật nó không có, là vấn đề là mình kinh doanh chùa đó, thưa sư. Dạ, tức là bây giờ mình cất chùa, dạ, rồi mình kinh doanh, thì cái này là mình mang tính chất là kinh doanh thôi. Dạ, thì cái việc làm này á, thì nó có nên cấm hay không thưa sư? Dạ, nó có lọt cho những cái mà người Phật tử không có được làm hay không thưa sư? Dạ, bởi vì cái vấn đề kinh doanh chùa thì cái kiếm tiền cũng rất là khá. Dạ, thì con kính thỉnh sư Lữ Tông giảng dạy cái điểm này. Nam mô Bụt Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Có những cái nó không có liên quan tới vấn đề phạm giới, phạm về nhân, vẫn làm cho chúng sanh nó đi địa ngục được như thường. Ví dụ như mình bán những cái đồ mà nó liên quan tới tà mạng đó, thì cái đó là đi địa ngục, nhưng mà chưa chắc là phạm giới, nên nhớ chuyện đó. Ví dụ bán chất sai, mình bán chứ mình không có mua, không có uống, thì mình đâu có phạm giới gì đâu. Nhưng mà là cái nhân để tạo cho người khác xa cơ, người khác nguy hiểm, người khác có thể đi bốn đường ác đạo về cái tội phạm giới của họ. Tức là mình là cái động lực để cho họ phạm giới, mình là cái động lực để cho họ nguy hiểm. Thì cái đó là cái chuyện mình làm đã sai rồi. Thì cái đó đó, trong kinh không gọi là phạm giới hay đức giới, mà gọi là mở con đường để đi xuống bốn đường ác đạo, gọi là ba giá múc hạ. Đó là cái miệng của cái để đi vào cái bốn đường ác đạo, chứ không phải mình nói mình phạm giới mà mình mới đi xuống. Đồng ý trong tăng chi nó là ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt, ngũ giới mà giới không trong sạch thì chuyện đi xuống là chuyện bình thường. Nhưng mà có những cái nó không liên quan tới cái đó. Ví dụ như bây giờ mình đi tới chùa nên mình không còn biết ông sư mà hay tu sĩ mà ăn sao ngọ là không được, mà mình vẫn đem đồ tới mình dâng như vậy, tức là mình không có phạm đâu. Nhưng mà mình vẫn đi địa ngục thường, bởi vì mình là cái động lực để cho người giới người ta bất tỉnh. Nó chứ không phải là chuyện dẫn chơi được ha. Thành ra mình phải hiểu, là hiểu như vậy, chứ không phải là mình hiểu rồi ơi tôi không phạm giới là khỏi lo. Thì Kim Dương không kêu, Kim Dương vẫn to như thường, nhưng mà không to đâu. Thành ra mình cứ nghĩ về đi ha. Thành ra có những cái đó được Đức Phật chế định, tại vì nó xảy ra. Nhưng có những cái đó Đức Phật không chế định, nhưng sau này trước khi Ngài và đi Niết Bàn Ná, Ngài vẫn nói những điều mà quý vị nên nhớ để biết cái nào sai, cái nào không sai. Những điều gì ta chưa cấm hoặc chưa cho phép, nếu phù hợp với điều cho phép, điều đó làm được. Mà không phù hợp với cái điều cho phép hay phù hợp với cái điều cấm, điều đó không nên làm. Đó. Thì có những cái nó không có phạm giới vậy đó, nhưng vẫn đi địa ngục như thường. Thành ra ăn thua mình phải có vô đi sổ của Nasika ra, tức là phải khéo tác ý trong những cái chuyện đó, chứ mình nó giỡn có được. Trong đời sống này hàng ngày có nhiều người, người ta không, ta nói ta không làm ác đúng, ta không sát sanh rồi dậm, nhưng vẫn đi địa ngục được, sao không được? Bởi vì lý do sao? Cái khẩu người ta không nói ác, cái thân ta không làm ác, nhưng mà cái ý ta nghĩ ác. Ví dụ như bây giờ cái thằng cha mà nó bị bán theo mức tội, nó đâu có làm gì mà phải gọi là sát sanh, trộm cắp, tại dâm gì được. Nhưng mà nó có đi địa ngục không? Vẫn có khả năng đi địa ngục chứ, tưởng cho mình đừng có giận. Mình nói ơi, tôi đâu có làm ác đâu, tôi không chửi, tôi cũng không chửi bới ai đó. Tôi giờ mà thân tôi vậy mà tôi nói nặng nó quánh tôi không đào nói, là tôi không chửi ai đó. Nhưng mà nó lại nó chọc mình có giận không? Tức là khi giận tức là ý nghiệp ác rồi,
hay là nói thầm trong bụng cũng là ý nghĩ ác rồi, chứ mình đừng có tưởng đâu phải làm rồi nó mới đi xuống, không làm vẫn đi xuống như thường. Tùy theo cái điều kiện mà mình đang ở đó, mình làm cái hành động của mình như thế nào, thiệt hại tới người khác hay là không có thiệt hại tới người khác, có lợi cho người khác hay là không có lợi gì đó, bao nhiêu chuyện rất là nhiều. Nên ở đời có những cái mà người ta làm là không có bị bắt nhưng mà vẫn đi ấy được. Ví dụ như cái nghề sát sanh đó, có những người được luật pháp bảo vệ để sát sanh, nhưng mà sát sanh là có đi địa ngục không? Vẫn đi như thường, sao không đi, thấy không? Nhưng mà luật pháp là không có bắt đó. Thí dụ như chiến sĩ cầm súng, cảnh sát mà này kia không súng á, không, nó không có bắt đâu. Nhưng mà tiêm dương bắt như thường. Làm ra mình đừng có dễ vui trong những cái chuyện đó. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con thấy Huynh Minh Tâm đã xa thuốc kính tri ân sư Biểu Tông ạ. Dạ kính mời quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì không, giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là câu hỏi. Dạ con xin đọc câu hỏi của Sô Bá Ná Chích Tá. Kính sư giải thích cho thêm cho con rõ câu này: theo Di Diệu Pháp, vật chất dù là vật vô tri giác cũng phải có nhân tợ trạo mới sanh ra được, và bốn nhân tạo ra sắc pháp là nghiệp, tâm, âm dương và vật thực. Căm măng chích tăng cú tú a ha rô chê tí chát ta rí rú bá sá mút tha ní na má. Vật vô tri giác có nhân nghiệp hay tâm được không? Và con xin gửi mít cho ngài ạ. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hề Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Bốn cái này là bốn cái được gọi là xá thà ra ná hệ tụ, tức là nhân mà nói một cách tổng quát thôi. Như có khi có đủ bốn, có khi không đủ bốn, nó vẫn có nhân như thường. Người nào muốn biết cái nhân nó như thế nào đó thì phải học thiền hệ thì mà thấy rất rõ ràng. Có những cái vật nó không cần nghiệp, không cần tâm, nhưng mà nó cần phải có khí tiết, tức là ủ tụ hay là vật thực đó. Có những cái này nó chỉ cần nghiệp chứ nó không cần tâm, nó vẫn có phát sanh như thường. Chẳng hạn như chúng sanh ở cung trời vô tưởng đó. Thế nên tùy theo chuyện, chứ không phải lúc nào nó phải có bốn gì cả. Ngoài ra có những cái nó không nằm trong bốn cái này, không phải nó không nằm trực tiếp trong bốn cái này, nó nằm gián tiếp hoặc là những gì đó. Thành ra chuyện nhân quả là chuyện lớn chứ không phải là chuyện nhỏ. Một cái tâm như cái tâm nhãn thức mà nó sinh lên, nó cần một trăm mấy chục loại nhân duyên khác nhau, chứ không phải là khi không đâu có thể nó phát sanh được đâu. Hay là cần một hai cái nó phát sanh. Ví dụ mình muốn thấy được là một trong mấy chục loại nhân duyên khác nhau, chứ không phải là thường thường mình học những cái nhân chánh mà thôi, chứ mình không học nhân phụ rồi mình tưởng bao nhiêu là đủ, không có đủ đâu quý vị. Mà nhân quả đó, nhiều khi cái nhân mình không thấy nhưng nó vẫn có nhân như thường. Nhưng mà cái đó ở ngoài mình không có học, chỉ học trong duyên hệ mà thôi. Duyên hệ cái nhân mà nó không có cái lúc cái quả có, nó cho cái quả đó, nó gọi là nắp thị đó, nắp thị bạch chạy vô đó, chứ không phải là không có được. Nhân nhiều khi nó sanh trước quả không có, nhân nó đồng sanh quả không có, nhân sanh sau quả cũng có. Nó rất nó có ngàn chuyện để nói trong đó. Thì mình đừng có nghĩ là bốn nhân này gọi là xá tha ná hệ tụ, tức là nói một cách tổng quát, một cách phổ thông mà thôi, chứ không phải vừa vào đó rồi để có thể nó tạo ra cái thế gian này được. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ con thấy Sô Bá Nát tá xa thuốc kính tri ân sư ạ. Dạ anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Có thể test chat trên màn hình hay là giơ tay tiếp hỏi ngài ạ.
Dạ, xin mời quý anh chị. Dạ, con xin đọc câu hỏi của La Vi ạ. Kính thưa sư, cảnh của tâm hữu phần là gì? Có trí tuệ, có niệm đi kèm hay không mà sao gọi là tâm sáng chói? Bá, phá, xá, rá, chích, tá. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cảnh của tâm hữu phần, nếu mà cái tâm mình nó làm nhìn dục hữu phần đó, thì nó là cái cảnh mà trước khi mình tử đó, gọi là cầm ma ramana, cầm ma nimitta ramana và khá tị ta ramana. Về cảnh nghiệp, tướng nghiệp với là cảnh giới của nghiệp, thì cái đó là nó là cái đối tượng của tất cả các tâm hữu phần. Tâm hữu phần mà tâm hữu phần sẽ dĩ tâm nó cái gọi là bà phát xà rá đó, mình dịch là sáng chói đó, là tại lý do đó những cái tâm nó không có phiền não, khi nó phát sanh nó không có phiền não đi theo, bởi nó là tâm quả, nó không có phiền não. Nhưng mà khi nào nó những cái tâm đi sau nó đó, mình gọi là tâm có lộ trình tâm đó, nó có kèm theo những cái phiền não thì nó làm cho cái tâm nó mất cái sự trong sáng của nó đi ha, chứ không phải là mất trong sự trong sáng lúc nào. Những cái tâm quả đó, ví dụ như cái tâm hữu phần, nhiều khi nó làm nhiệm vụ tà tha đâm ná tức thập di đó, làm vụ thập di nó vẫn có phiền não kèm vô để phá bỉnh như thường. Thì nó gọi là trong sáng là tại những cái lúc mà nó phát sanh mà nó làm nhiệm vụ hữu phần thì nó không có bị phiền não quấy phá theo, nhưng mà khi nó ra ngoài thì nó ở chỗ khác thì vẫn có như thường. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, con thấy là Vi đã tri ân sư ạ. Dạ, quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ, con xin đọc câu hỏi của Sô Bá Ná Chích Tá. Theo pháp chân đế, phân theo tứ diệu đế, đạo đế là tám sở hữu chánh đạo: trí, tầm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, niệm, cần và định, phối hợp trong tâm đạo. Các sở hữu phi đạo đế phối hợp trong tâm đạo, và tâm đạo là ngoại đế. Cũng vậy, các tâm quả siêu thế đều là ngoại đế. Kính xin sư giải thích cho con được rõ các sở hữu phi đạo đế và ngoại đế trong câu này ạ. Con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Khi nào học tới thì hỏi, lật sách ra đọc rồi hỏi, chúng tôi nói sợ phí thì giờ của sư trong rung, bởi vì cái gì nghe cũng chưa chắc hiểu. Học cái này là phải lên tới cấp cao hơn là cái sơ cấp. Thành ra mà mình học chưa tới mà mình hỏi thì nó không có lợi ích gì. Nam mô Phật Thầy, dạ. Dạ, sa thúc kính tri ân Ngài ạ. Dạ, con có một câu hỏi bạch Ngài. Thí dụ một người mà tu tập một thời gian đó Ngài, rồi sau đó mình cảm thấy thoái chuyển, thì có phải chăng cái quả khúc của mình nó tu tập nó hoàn toàn bị tan biến không Ngài? Dạ, con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự đó, khi nào mình bị thì cảm thấy tụt lùi bị cái gì đó, tại vì phiền não trong mình lúc đó nó phát sanh, phiền não nó nhiều, hoặc là cái nghiệp xấu nghiệp cũ gì nó thể theo kịp nó làm như vậy thôi. Thành ra thì mình ráng cố gắng mình xét lại trong thời gian gần đó mình có làm những cái gì nghe to chẳng là mình có dễ vui không đó. Nếu mình dễ vui thất niệm nhiều thì cái đó nó theo kịp thì nó quậy, thì mình ráng cố gắng mình chấn chỉnh lại chứ có ai đâu.
Mình đừng bao giờ mình nghĩ có người nào phá đó. Trong đời mình chỉ có hai chuyện là đó, nó phá được mình thôi. Tức là phiền não của quá khứ và phiền não của hiện tại. Chứ còn cái người ở ngoài đó có thể làm cho mình, nghĩa là hơi khó chịu phẫn nộ thôi. Chứ còn nếu mà nó phá thật sự là nó không có phá được. Bởi vậy thí dụ như mình thấy Bồ Tát khi ngồi trong đó bị ma dương phá đó, gọi là ma dương tại sao? Trong người của ngài thôi, ngài nghĩ tới chuyện cũ ra, nghĩ tới trong lúc ngồi đó buồn buồn ấy, những cái chuyện cũ nó hiện ra ở trong cung điện sướng như thế nào, con cái làm sao, vợ con lúc đó làm sao, này kia ông xùm nó, thì mình gọi là phiền não ma tới nó phấy. Chứ ai ngoài phấy đâu, phải ma thế thiện ngoài đâu. Chứ thiên ma là nó thấy nó tới nó phá một vài lần không được thôi, chứ nó đâu có theo hoài. Nhưng còn bốn loại ma còn lại đó thì nó mới phá ha. Thành ra mình hiểu cái đó là phát sanh từ trong tâm mình phần đông, còn ở ngoài ít lắm. Ở ngoài ai nói gì nói, mình cứ để qua bên, mình đừng có để vô đem ra mà suy nghĩ thôi. Chứ còn làm sao, bởi vì mình đem cái lời nói người ta mà vô trong óc mình để mình suy nghĩ, tức là mình tạo cái nhân cho phiền não nó phát sanh, nó vô nó quậy mình, phiền não ma nó vô nó kiếm chuyện mình liền. Chứ còn nếu ai nói gì đó mình cứ rải tâm từ cho họ, mình cứ đối trị bằng những pháp rải từ, mình tụng kinh lễ bái tam bảo này kia ông xong, thì làm ai phá nữa, phải không? Thành ra mới đừng có ấy, nó cái nghiệp cũ nó theo vô đó, là tại nghiệp cũ, cái quan trái cũ nó theo vô. Mình nói là kẻ thù đồ này kia ông xong, nó là do mình chấp thử thôi. Chứ còn thật sự ra đó, mình tạo điều kiện đầy đủ cái thiện pháp, nó đầy đủ thì ít có khi nào bị những cái trường hợp đó lắm. Nó khi nào bị vậy thì mình nó xét lại coi trong thời gian đó mình có gì, có chuyện buồn hay là gia đình không nức hòa, hay là cái phiền não mình tự nhiên nó dựa theo một số cái điều kiện cơ thể nó không có được an vui, rồi nó dựa theo đó để nó làm, thì mình dựa vào đó để mình sửa chữa thì nó sẽ khá hơn. Chứ còn bây giờ mình cứ nghĩ phá này kia xong rồi mình để xong rồi mà thấy hình như cha đó nó phá mình, cái mình hận thù, tức là mình đã cố tình mình hại mình chứ không ai hại mình đó. Bởi vì khi mà mình nghĩ cái tâm sân mình nó phát sanh lên rồi, một cái là một loại phiền não nó phát sanh, là rất nhiều phiền não khác nó tới, phiền não nó phát sanh trong chúng sanh đó. Không bao giờ đi một hai loại đó, đi cả sư đoàn luôn. Mà dù cả sư đoàn nó quánh mình té vỡ chứ có gì đâu. Thấy không? Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là tách chat trên màn hình ạ? Dạ kính mời quý anh chị. Dạ xin mời quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Định Tuệ Song Tu mới vào đạo tràng nè, Định Tuệ Song Tu có câu hỏi gì không ạ? Xin mời Định Tuệ Song Tu. Quỳnh Minh Tâm có câu hỏi gì nữa không? Quỳnh Minh Tâm hôm nay đạo tràng nay đạo tràng không có thắc mắc, không có câu hỏi gì hả?
xin mời quý anh chị ạ. Con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, chủ trương chúng sanh có sẵn cái bản tâm thanh tịnh có phải rơi vào thường kiến không thưa sư? Và con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chê Tô Mày Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Có những cái nó không có rơi vào những cái loại thường kiến nặng như vậy. Nó chỉ là loại tà kiến thông thường thôi. Bởi vì từ cái chủ trương mà quán tâm thanh tịnh là cái chủ trương mà nhìn cái cục diện trong cái lúc mà chúng sanh mới đẻ đó. Chúng sanh mới đẻ là đâu có làm tội dưỡng nít đâu này cái ông xong là cứ nghĩ vậy đó. Thật sự ra đó, nếu mình nhìn xa hơn theo lời dạy Đức Phật đó, thì mình sanh ra là do cái thiện nghiệp. Nghiệp nào đó mà cái nghiệp đó thì chắc chắn là nó xấu tốt là tùy theo, nhưng mà tất cả chúng sanh là phạm nhân kể cả bậc tam quả cũng vậy. Khi mà cái lộ trình tâm đầu tiên á, cái lộ mà sinh á, cái lộ sinh nó phát sanh á, cái động tốc đầu tiên vẫn là tham như thường, nó gọi là lô tị sao quên á. Tại sao là tham? Bởi vì thọ thích với kiếp sống mới. Chúng sanh mà khi gần chết đó, thường níu kéo cái đời sống hay là cảnh giới nào đó, nên là khi mình được mình sanh lại là tích tắc là cái lộ đầu tiên đó, Pháp Quân nó đi khoảng 15 sát na, 15-14 sát na gì đó, rồi tới Mano Đô qua Vachana, rồi tới động tốc, năm động tốc đó đó, Chao Na nó là tâm tham. Tại sao tham? Bởi vì nó tỏ thích với kiếp sống mới, nghĩa là được sanh lại đó. Thì mình nói là nhân chi sơ tính bản thiện là cái đó không đúng rồi. Ngay tích tắc trong đó là đã là có ác pháp rồi. Thì làm sao nhân chi sơ tính bản thiện được? Không có nhân nào chi sơ tính bản thiện. Ngay cái bậc thánh sanh lại cái lỗ đầu tiên cũng vẫn là cái lỗ mà có tham là động tốc đầu tiên như thường. Thì không thể nào có cái bản thân thanh tịnh hay bản giác thanh tịnh. Nhưng mà dựa vào một số cái điều kiện mà với cái sự hiểu biết thâu thiện của chúng sanh đó, hay là của một số cái bậc đạo sư của ngoại đạo đó, rồi cái ta đưa ra những cái lý thuyết như vậy, thật sự ra nó đã không, mà nó cũng họ chấp không có chặt đâu, mà cái đó thành ra cái đó không lọt vào những cái loại thường kiến mà nặng như thường kiến, đoạn kiến hay là gì đó thì nặng như vậy thì nó không lọt vào, nhưng mà cái thường kiến thông thường đó. Thì mình có tất cả 75 loại tà kiến khác nhau, mà rất nhiều loại thường kiến, tà kiến rất thông thường chứ không có đến nỗi nặng lắm. Tức là trong Brahmacharya Sutta tức là kể 62 loại, và 10 cái loại mà thường kiến tức là tin vào quả phước không có, cảm ơn cha mẹ không có gì đó, nó là 10. Và 3 cái tà kiến cố định đó, tức là 10, 72 với 3 tà kiến cố định là 75. Chúng sanh có tất cả 75 loại như vậy đó, thì chỉ có 3 loại là nghe thường, ba loại tà kiến là nặng nhất đó là vô nhân kiến, vô quả kiến và vô hữu kiến đó. Còn 62 loại kia với 10 loại tà kiến khác thì nó thuộc loại thông thường thôi. Mà mấy cái loại đó thường, mà tất cả 75 loại đó khi nào mà sơ đạo sơ quả phát sanh thì diệt hết chứ không còn. Mình này cũng thuộc loại có tà kiến, chứ không có tà kiến mình chấp này chấp nọ, mà mình cứ tưởng mình học Phật pháp rồi mình là người chánh kiến, không phải đâu. Xin thưa quý vị, cái chữ chánh kiến đó không phải lúc nào người ta cũng có thể có được, chỉ có bậc thánh mới có chánh kiến thôi, còn phàm nhân là không có chánh kiến. Ví dụ người rất là nổi tiếng á là ông Đề Quá Đắc Tạ, tức là Đề Bà Đạt Đa đó. Ông đắc ngủ thiền ấy, bát thiền
ngũ thông, tức là thuộc loại hiệp thế đó, thần thông hiệp thế đó, nhưng quan tay vẫn làm bậy như thường, thì nếu mà nó có chánh kiến thì đâu có làm bậy vậy được, đúng không? Nhưng mà ở đây chúng tôi cũng xin nhắc nhở quý vị đó, khi nói tới những cái gì đó đó, ông Devadatta tức Đề Bạc Đai là Achatta Sattu tức là vua Achatthế đó, quý vị cẩn thận chứ không nên nói giống như một số người mà lên nói này nói nọ hay chửi bới này kia, không phải, không có nên. Hai cái vị đó bây giờ giàu rằng ở dưới địa ngục nhưng mà đã được thọ ký, sau này trở thành bậc độc giác, nghĩa là cái tương lai họ vẫn sáng sủa hơn chúng ta nhiều. Đừng có bao giờ nói bậy cái mấy gì đó đó, nhiều khi nói bậy nó bạ, mình nói chứng tỏ mình quay coi chừng là bữa nào mình lọt vào những cái tội rất là lớn chứ không phải nhỏ. Mình nhớ hai cái vị đó, đó là đã được thọ ký thành bậc độc giác thì sao, tức là họ có cái biết cái sự cuối cùng của đời sống, còn mình thì chưa có đời sống mình nhận mấy, mà mình cứ tưởng đâu mình ngon mình đi nói bậy nói bại mấy gì đó không được đâu. Họ làm bậy là cái chuyện của họ, nhưng mà cái tạo bàn mà họ tạo được họ vẫn hơn mình như thường, thành ra không có nên giận dễ vui những cái chuyện gì. Nam mô Bồ Tát á. Dạ, con thấy Định Tuệ Song Tu đã kính tri ân sư ạ. Dạ, xin mời quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì thêm nữa không ạ? À? Xin giơ tay trực tiếp hay là test chat trên màn hình. Dạ, con thấy Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, có phải 24 sắc pháp y đại sanh có bản tánh là tứ đại, danh pháp 89 tâm có bản tánh là thức đại, có phải vậy không thưa sư? Và con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Hình như là nó có 6 loại tất cả mà chúng tôi nhớ gần đây không rõ đi, đất nước lửa gió quyền nhà ná với cái gì nữa đó, nghe có 6 loại là gọi là đại. Thì không, cái đó là được gọi cái đó, tại vì nó nhờ nó mà những cái pháp khác y theo đó để phát sanh, y nó phát sanh, chứ không có những cái đó thì có lẽ là mấy cái khác thì ví dụ như mình nói sắc đi, nếu không có tư đại thì mấy cái sắc khác mà khó mà có, hay là có thì cũng có năng lực. Hiện đại khái nó có 6 loại tất cả. Chúng tôi nhớ trong cái kinh nào sẽ có 6 loại tất cả. Để bữa nào có dịp lục lại để coi nó như thế nào đó. Chứ không, mình không nhớ mà nói càng nó bậy công mệt. Nó mô bất thai dạ. Dạ, sa thúc kính tri ân sư ạ. Dạ, con thấy Định Tuệ Song Tu, kính tri ân sư. Dạ, quý anh chị có thắc mắc gì không ạ? Có thể test chat trên màn hình hay là giơ tay trực tiếp hỏi ngài ạ. Dạ, bạch sư, cho con có một câu hỏi. Thí dụ thêm trong Tam Tạng Bali đó ngài, khi mà mình đắc đạo mà thành quả là thành quả của sự tu tập hay là cánh cửa để bước vào cái quả chứng là bạch ngài. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị. Thì mình phải học dựa vào cái lời dạy Đức Phật, tức là 84.000 bài pháp mà dạy đó, mình học cái đó rồi mình mới hành thì mình mới diệt được phiền não, thì đắc đạo hay giác ngộ là tức là đã diệt được phiền não, tức là bứng gốc bứng rễ của những cái phiền não. Chứ còn nếu mình không học, mình biết đường đâu, mình hành đường đâu làm gì, phải không?
mà học bao nhiêu thì không ai nói được ngoài trừ Đức Phật thôi. Nhưng mà mình, tại vì mình không biết, mình ráng cố gắng học càng nhiều càng tốt. Học cả ba tạng luôn chứ không phải là một tạng rồi. Học luật, rồi học thêm kinh, rồi học thiền pháp. Học cho tới khi nào mình có khả năng mình hành để mình thấy cái này cái nọ thì mấy lúc đó mới tính. Chứ còn bây giờ mình chơi kinh không hay thôi, học gì pháp thôi, hay là học luật rồi để giữ giới trong sạch này kia, xong cái đó là nó không có đúng, không có đúng. Nghĩa là dầu rằng đó chỉ còn một pháp là mình có thể mình đi tới nơi tới cuối cùng con đường được, nhưng mà muốn hành một pháp mà tới cái nơi cuối cùng đường đó, thì mình phải trảo thông tâm tạng mình mới được. Chúng tôi thường thí dụ đó một pháp thôi mà vẫn thể đi xa được như thường, tức là quý vị học cái ngày Trưởng Lão Thế Đức đó, bài kinh hạnh phúc đó. Chỉ cần một pháp thôi là sẽ qua na cha pa la năng e tâm măng cái lúc tâm măng đó. Đó bây giờ đó người, không cần người ác đó, là một cái nhân đưa đến sự an lành tối thượng đó. Không hành cái pháp đó không thì mình có khả năng đắc đạo không, hành pháp đó không những có khả năng đắc đạo quả như thường, nhưng mà phải cần nhiều cái sự hiểu biết về các pháp khác. Thí dụ mình nói không gần người ác mà biết người ác là gì cái đó nè, mà ác thuộc loại nào, ác bên ngoài, ác bên trong. Mà khi mình hành cái pháp đó thì nó đưa tới đâu. Đức Phật không có dạy mình là tránh xa người ác bên ngoài đâu, mà thường thường mình hiểu vậy đó, mình thấy cái anh cha kia nó tào lao, nó hay cắt cổ gà rồi này kia sùng, người ác không có gần nó, cái đó là không phải lời của chư Phật. Chư Phật chỉ dạy mình nhìn mình tránh xa cái ác, là ác bên trong mình đó. Thì cái ác bên trong mình là cái gì? Nếu quý vị nào mà học gì pháp mà học tới cái nhị đề rồi có cái câu là pa la tham ma, các pháp làm cho chúng sanh nó trở thành người ác, thì cái thực tính pháp của các pháp đó là gì? Nói cho đúng theo gì pháp thì 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở đi theo nó. Nhưng mà nếu trường hợp mình nói cho nó tóm tắt chút đó, là mình nói ba cái nhân mà đưa tới cái 27 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở bất thiện đó, thì đó là tham sân si. Thì khi nào trong cái lộ trình tâm mình có tham, cái lộ trình tâm mình có sân, cái lộ trình tâm mình có si đó, thì lúc đó mình chính cá nhân mình là người ác, chứ đừng có nhìn đâu xa đó. Thì bây giờ không gần người ác là làm sao? Tức là phải đem, làm sao đem cái tham sân si ra khỏi cái lộ trình tâm mình trong lúc đó. Thì cái sự đem sân si ra khỏi cái lộ trình tâm, cái sự suy nghĩ mình trong lúc đó gọi là không gần người ác. Mà muốn đem cái đó ra thì phải dùng cái pháp gì? Tức là cái tâm quán niệm xứ, trong bài kinh tứ niệm xứ, tâm có tham, biết có tham, trong cái sân, biết có sân, cái si, biết có si, vật ngược lại đó. Thấy không? Là nó chỉ có một pháp, mình nếu mình có sự hiểu biết đầy đủ đối với lời dạy Đức Phật đó, thì mình vẫn có thể đi tới nơi cuối cùng như thường. Bởi vì khi mình hành pháp tứ niệm xứ mà, nghĩa là trong một trong bốn, hoặc là cả bốn đó, thì mình vẫn có thể đi tới cái sự giác ngộ như thế nha. Mà bây giờ đó mình, tại vì mình học không có tới nơi, rồi mình nghe người ta nói hành một pháp rồi không thể thành được gì, rồi mình không tin, hoặc là mình cứ theo lời người ta nói là cái tối ngày cái tụng pháp đó hoài, tụng hoài có bao nhiêu kiếp thì cũng vậy thôi ha. Nó phải liên quan đến những cái khác hay khác, khác nữa đó. Mà mình muốn vậy thì mình phải học cả ba tạng chứ làm sao mình nói mình học một tạng là đủ, học tạng có gì đủ đó. Học vậy đó thì mình chỉ đồng hành một pháp vẫn có thể đi tới cái mức cuối cùng như thường. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thú con kính tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị trong đạo hàng có thắc mắc gì không ạ? Xin giơ tay trực tiếp là có. Dạ con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, dù chúng con có may mắn được học đúng giáo lý trong chánh tạng Pali cùng chú giải thì chỉ mới được gọi là có kiến thức chân chánh, chứ vẫn chưa có chánh tri kiến. Chánh tri kiến chỉ
có do tu thiền quán phải không thưa sư? Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tổ mẹ và kính thưa chư quý vị. Thật sự ra mình học chánh tạng cùng chú giải để hiểu này kim sùng nữa, cái đó mới là tệ văn thôi. Còn muốn có chánh thì kiếm, hoặc muốn đắc được cái gì đó là phải có tệ tu kìa. Trong ba loại tệ thì chúng sanh chúng ta chỉ hai loại thôi, tức là tệ văn và tệ tu mà thôi. Chúng ta không có tệ tư, là tệ tư. Tệ văn tức là mình học, học cho hiểu rõ hết cái đó, rồi mình hạ thủ công phu tức là pháp học. Tệ tu là phát sanh vào pháp hành, rồi mình mới hành theo những cái điều mình học. Đó. Mình thấy thật những cái điều mà liên quan tới lời dạy Đức Phật trong đó mà thấy rõ ràng bằng trí tuệ pháp của pháp hành đó, thì cái đó mới gọi là chánh tri kiến được. Chứ còn nếu mà mình không, mình học giỏi như người Tam Tạng Pháp Sư học giỏi gì nữa mà không có hành đó, thì cũng không thể thấy được. Trong kinh cũng có nói chứ phải không, có mấy gì tỳ kheo xưa là dạy học trò đời này kiêm sùm giỏi lắm, thuộc lòng Tam Tạng rồi này kiêm sùm, nhưng vẫn là phạm nhân như thường, là như vậy. Bởi vì phải học rồi phải hành mới được, thì cái hành đó nó mới giúp cho mình được cái này được cái kia, hay là giác ngộ gì đó, là do pháp hành đó đó. Còn bây giờ mình học xong cái mình ngồi mình nghiền ngẫm mình suy tư, cái đó gọi là tệ tư, cái đó không phải, cái đó vẫn là như thường. Tại vì mình ngồi mình nghiền ngẫm mình suy tư, mình quán xét này kêu là mình quán xét theo cái điều học của người khác, cái kết quả của người khác. Tức là bây giờ dù có mình học thuộc lòng Tam Tạng, mình quán xét rồi không hiểu rõ ràng, nhưng mà đó là cái pháp của Đức Phật. Cái pháp đó được Đức Phật chứng đắc chứ không phải là mình tìm ra. Nó nhớ chuyện đó. Quý vị nào muốn biết cái điều chúng tôi nói như thế nào đó, quý vị có thể vô trong chú giải của bài kinh, bài của tạng thứ hai là tạng quý phân khá, đó, bộ phân tích đó. Thì chú giải cái phần đó trong phần nhà ná, quý phân khá, nhà ná quý phân khá. Thì quý vị thấy giải thích điều đó rất là rõ ràng. Cái tệ tư chỉ có ở cái bậc tự giác mà thôi, còn cái thứ mà mình không phải tự giác, mình phải giác theo người ta, thành ra không có cái tệ đó, chứ hai tệ thôi. Thành ra khi nào cũng có chánh đi kiến là phải cái pháp hành nó phải chín mùi tới nơi tới ấy đó, nghĩa là nó trắng là việc phiền não đắc đạo quả này kia, xong cái đó mới gọi là chánh đi kiến. Còn cái tệ văn của mình thì nó không đưa tới cái đó được. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sao thúc con kính tri ân sư ạ. À, quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ con thấy định tệ xong tu kính tri ân sư. Dạ. Dạ con thấy câu hỏi của Xá Ná Chích Tá kính thưa sư, con có đọc câu này 12 tâm sở tở tha trừ tâm sở hoài nghi hợp được sáu nhân. Câu này dường như không chỉnh lắm, kính sư giải thích thêm cho con rõ câu này, kính dâng mít đến ngài ạ. À. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tổ mẹ và kính thưa chư quý vị. Mình đọc ở đâu rồi mình hỏi người triết ra chứ có hỏi người khác biết được đâu. Đọc cái đó ở đâu? Thì hỏi tìm với người viết ra cái đó hỏi ta cho chắc ăn, bởi vì người ta viết ta có cái ý của người ta có thể giải thích được, chứ còn hỏi người mà không có viết cũng chưa từng đọc cái đó thì làm sao biết được nào giải thích. Thì chúng tôi sợ với cái loại hỏi như vậy lắm, nhiều khi cái đó chúng tôi chưa từng đọc nên cũng không có dám biết người ta cái ý là như thế nào, mình đi giải thích nhiều khi nó lại tục. Ai ở đâu đó thì cứ hỏi người viết ra cho chắc ăn. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con thấy Sô Bá Na Chích Tá Sa Thốt con kính tri ân sư ạ. Dạ quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì không?
giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay tắt chat trên màn hình ạ. Dạ con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính sư, kính xin sư giải thích ý nghĩa và chi pháp của ý giới Mano Tha Tú, pháp giới Tham Má Tha Tú, ý thức giới Mano Vinyana Tha Tú. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bà Chê Tôn Hèn Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Cái ý giới này nó có ba tầm thôi, tức là hai tầm tiếp thu và tầm ngủ ý, ý môn ý, ngủ môn hướng tâm chứ. Hai tầm tiếp thu và ý môn hướng tâm thôi, cho nên nó không có đi ra tới cái chỗ khác. Còn pháp giới là pháp giới như là tất cả tâm sở với tất cả tâm sở với mười hình như là 16 cái sắc tế thì phải, sở với 16 sắc tế. Còn cái Mano Vinyana Tha Tú tức là 70 mấy loại tâm trừ ngũ sẵn thức với ba cái ý giới đó. Ngũ sẵn thức với ba cái ý giới đó. Thì cái này là nó nói lên cái mà như là cái phần sự của những cái đó, cái phần sự của những cái loại tâm mà được chia sẻ theo một loại 18 giới đó. Cái phần sự đó khi nó phát sanh đó, thì phát sanh như thế nào và nó nhận những cái gì thì nó chia trong đó ra. Chứ còn mình giải thích thì nó chúng tôi hồi cũng không thấy chỗ nào giải thích rõ ràng, để chỉ cho biết những cái phần sự những cái này cái nọ thôi, chứ không có nói tới vấn đề mà tại sao phải chia vậy. Thì có lẽ là trong cái phần Acariya đó thì có nói tới, nhưng mà chúng tôi chưa có dịp để coi cái đó. Thành ra đây khi nào rảnh có dịp mà ấy thì phải chắc phải coi lại để cho không biết họ sai như thế nào. Chứ câu hỏi bất tử quá, nhiều khi cũng biết đường đâu mà trả lời, biết đường đâu mà trả lời mấy cái giới này nè. Cái giới tại vì cái này là bản chất, mà mình dịch là giới giới, nhưng mà thật sự tha tù là cái bản chất của nó, bản chất của nó là như vậy. Nó có cái điều kiện để người ta khi mà Đức Phật nói là tại sao này người ta chia sẻ ra, thì nó nằm trong số cái điều kiện vậy đó. Nhưng mà chúng tôi cũng vẫn còn mù mờ số chuyện rồi, chưa dám hạ thủ công phu để trả lời cho nó chắc chắn. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ con thấy Định Tuệ Song Tu kính tri ân sư ạ. Dạ quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hay là tách chat trên màn hình ạ? Xin mời quý anh chị. Dạ bạch ngài, con không có một câu hỏi. Thí dụ một Phật tử mà luôn luôn có tâm niệm là đạo quả niết bàn là những quả chứng vô thường, thì điều đó có tác dụng gì đối với cuộc sống hàng ngày của mình không ngài? Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra đó thì khi mà người ta đấu tới cái bậc nào đó thì đời sống ta nó khác. Chứ ví dụ đời sống bậc thánh với cái đời sống mình nó phải khác nhau, chứ làm sao nó giống nhau được. Đời sống hàng ngày đó, ví dụ như là đắc sơ quả thì cái đời sống về cái giới hạnh nó phải trong sạch, chứ nó đâu có giống như mình lạnh hay lang thang đồ này kèm sầm đâu. Bậc sơ quả đó là nhiều người nói là ngũ giới trong sạch, nhưng cái đó không có gì bảo đảm á. Tất cả giới nào bằng gì đó thọ thì gì đó giữ trong sạch, là nhớ đó chứ không phải ngũ giới không. Gì đó thọ, ví dụ như gì đó tu
người là tôn nữ. Thọ tham giới thì giữ tham giới luôn luôn trong sạch. Mà là tỳ khưu ni thì tất cả các giới mình thuộc về lâu cao quốc giá đều trong sạch. Thì như vậy chứ không có phải ấy thấy không. Thành ra cái câu hỏi của định tạng tù nãy chúng tôi nói theo cái định nghĩa chúng tôi thấy trong cái sách mà chúng tôi ghi bữa trước, tức là mano tha tụ, tức là ý giới đó, mano tha tụ ý giới, có ba tâm, tức là ý ngũ môn hướng tâm, và hai cái tâm là sambatichana, tức là tâm tiếp thu. Thế vậy cái định nghĩa của nó là nghĩa là cái sự hiểu, cái sự nhận biết ngũ năm đối tượng thông thường, năm đối tượng thường tức là đối tượng phát sinh do mà sắc tình hương vị xúc, đối tượng thông thường. Còn thứ hai đó là pháp giới. Pháp giới nãy chúng tôi nói còn thiếu, tức là nó gồm có 52 tâm sở, 16 sắc tế và niết bàn, có cái niết bàn ná còn đó nữa. Nghĩa là hiểu biết được tất cả những cái, không phải, nghĩa là có thể có những cái trạng thái hay là tướng trạng chỉ riêng của cái những cái pháp này có thôi. Tức là 52 tâm sở mỗi cái nó có cái tướng trạng riêng, có cái nhân duyên riêng, 18 sắc giới hoặc niết bàn như vậy. Còn cái mà cái kia là 76 tâm tất cả. Cái y thức giới đó, 76 tâm. Trừ cái 10 cái ngũ sông tức với 3 cái tâm ý giới thôi, còn mà nhiều thì gọi là y thức giới. Ý thức giới 76 tâm đó. Còn pháp giới thì nó tới 68 loại, 69 loại, nhưng mà nó không có tâm luôn đó, 69 loại không có tâm. Tức là 52 tâm sở, 16 sắc tế và niết bàn mà thôi. Thêm được đóng góp thêm vậy, Nam Mô Bích Thầy á. Dạ, con thấy định tuệ song tu có xin sư cho con hỏi thêm tại sao hai tâm tiếp thu và tâm hướng ngũ môn được gọi là ý giới ạ. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Bây giờ có định nghĩa nãy chúng tôi đọc đó là sự biết các đối tượng, nghĩa là thông thường mà thôi, tức là năm cái đối tượng đó là sắc tình hương vị xúc thôi, chỉ có năm cái đối tượng đó thôi chứ không có biết ngoài ra cái đó được. Ba cái tâm, hai tâm tôi, tâm ngũ ngôn gọi lý giới, tại vì nó chỉ biết được có năm loại đối tượng đó mà thôi, chứ ngoài ra nó không biết gì khác. Đó là định nghĩa, là chỉ biết được năm loại đó mà thôi. Nam Mô Bích Thầy ạ. Dạ, con thấy định tuệ song tu đã kính tri ân sư ạ. Dạ, quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ, con thấy câu hỏi của La Vi ạ. Kính thưa sư, có quan điểm cho rằng khi phát nguyện hướng tất cả thiện nghiệp tới cứu cánh niết bàn, chấm dứt sanh tử luân hồi, thì đương sự sẽ gặp nhiều thử thách khó khăn. Và con kính dâng đến Ngài ạ. Nam Mô Bích Thầy Gia Kinh Bạch Chia Tàu Miệng Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Khi mình có những cái nguyện nó càng nhiều thì mình phải tạo phước báo nhiều, mà tạo quá nhiều thì khó khăn cái sao. Cái lý do đó mà khi thường thường mình không đi chùa thì không bị gì hết, nhưng mà khi đi chùa bị trở ngày này trở ngày nọ, hoặc khi mình không làm thiện thì mình làm thiện trở ngày này trở ngày nọ. Cái thí dụ dễ hiểu nhất là cái người đó đó thiếu nợ,
mà nó thấy chủ nợ thấy con cha này các bà cũng có còn phải đi xin ăn thêm thì nó tới nó theo nó đòi làm gì. Nhưng mà khi bắt đầu mình có cái chút tiền là nó tới nó đòi liền. Thì cái này cũng vậy, nếu mình cứ mình sống cuộc đời mà cứ theo phiền não nó muốn gì mình cứ làm theo nó thì nó đâu có kiếm chuyện với mình chi. Nhưng khi nào mình thấy nó mình tránh thì nó kiếm chuyện mình chứ đó. Thì nghĩ như khi mình mỗi lần mình làm cái thiện nghiệp nào là nguyện này nguyện thường thường là cái anh phiền não ma đó, tức là kile sa ma ra đó, phiền não ma dương là theo nó kiếm chuyện mình liền. Tại vì mình lúc đó mình có của, còn cái thằng không có của thì không có ma nào tới làm bạn với mình cả, thấy không? Thành thường thường bây giờ cũng vậy đó, khi mình càng làm nghĩa là càng nguyện càng lớn đó, thì cái phiền não nó dễ kiếm chuyện đó. Mà lớn thêm nữa, thì ngoài cái phiền não ma nó còn có thêm cái chư thiên ma nữa, cái ma mà trên trời xuống cũng kiếm chuyện mình như thường. Thành đó là thường thường là mình bắt đầu mình có thiện pháp hay là mình tạo được thiện pháp là thường thường mình gặp chuyện này gặp chuyện nọ là vậy đó. Nhưng mà cái đó mình nên hoài nghĩ thì đúng hơn, tại vì mình biết là chắn là mình có vốn mà nó mới tới nó kiếm chuyện, chứ mình không có vốn là không mà nào mà ngó mình hết, nó mô cái tài á. Dạ con thấy là vì được kính cảm ơn sư ạ. Dạ kính mời quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ bà sư cho con có câu hỏi là thí dụ cái chữ công đức ấy, có đồng nghĩa với cái chữ phước không ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, thực sự nó không có đồng nghĩa nhau, cái nào tương đối nó khác nhau với cái nhân mà tạo ra nó khác nhau. Bởi vì cái chữ phước đó là nó phát sinh mà mình chẳng cần phải làm gì cả. Chẳng cần phải làm gì cả không? Mà cái hành động nào hay là cái sự suy nghĩ nào mà nó làm cho cái tâm mình được trong sạch đều gọi là phước hết á. Atano sánh ta năng sổ thề tì tì bùn nhân. Pháp nào mà làm cho cái tâm mình được trong sạch thì gọi là phước. Nhưng mà công đức mình muốn có được những cái đó thì mình phải hạ thủ công phu, chứ còn mình ngồi không có được. Còn cái này mình ngồi không mình chỉ cần nghĩ tới ân đức Phật đức Pháp một cách mà nghĩa là hết lòng mà với những cái điều mình đang nghĩ thì cái đó cũng là phước. Có những cái kia thì nó cần một số điều kiện khác nữa, thành ra không có đồng nghĩa nhau. Đồng ý là hai cái này đều cho quả là sự an vui hết á, nhưng mà cái hình thức để tạo ra này nó khác nhau chút. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ xa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ xin mời quý anh chị có thắc mắc gì tích chat trên màn hình hay là giơ tay trực tiếp hỏi ngài ạ. Dạ xin mời quý anh chị. Con xin đọc câu hỏi của Hoàng Phương 4 ạ. Kính bạch ngài, một người chết bằng cách tự tử thì đã tạo ác nghiệp như thế nào ạ? Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư vị. Cái người tự tử là do cái quả của cái nghiệp sát của mình kiếp trước. Trong hỏi mình tạo ác nghiệp như thế nào? Thì trong lúc mình tạo ra một số cái điều kiện để mình có thể tự tử được thì nó ác pháp nó như thế nào thì cái đó là ác nghiệp nó kiểu đó. Hoặc là khi mà mình tự tử bằng cách treo cổ gì mà trước khi mình tắt thở thiệt á, thì cái những cái đó là nó làm cho cái tâm mình nó sân nó sợ rồi này kia rất nhiều chuyện. Thành ra đó là cái ác nghiệp nó có cả đó thôi, chứ nó không có nặng nề gì. Bởi vì thường thường cái người tự tử đó
một cái phút nào đó cái tâm nó không có giữ được cái sự bình tĩnh một cách đáng kể thì nó mới đưa tới cái việc đó. Chứ thật sự người có chút suy nghĩ nó không làm việc đó. Thành ra những cái tâm trong lúc đó, ví dụ bắt đầu uống thuốc độc đi, uống vô rồi đầu mới sợ mấy này mấy nọ rồi này kia còn treo này kia dùm đó, thì lúc đó mới đau, lúc đau mới thấy rồi mới lúc lúc đầu sẽ chết rồi này kia dùm đó, thì cái đó là nghiệp ác nó theo một cách automatic thôi. Chứ còn khi mình giết người ta thì phải tính rồi này kia dùm đó, tác ý bà cũng thời nữa, nó phải có năng lực mình mới giết người được. Ví dụ mình giết người trước khi giết mình phải suy nghĩ, tạo planning là làm sao núp chỗ này, bắn như thế nào trúng hoặc lụi như thế nào nó mới chết, ví dụ vậy. Trong cái đó là trước khi làm, trong khi làm nó mình thấy nó, mình cầm dao mình tự nhiên mình cái tâm tự mình nó phát sanh này, mình đâu có lụi nó được. Cái lúc đó cái tâm ác nó phải ác dữ lắm, nó hơn mấy lũi con ta được. Khi mà lũi xong rồi đó, nếu mình thỏa thích về cái việc mình làm á, nó cũng là ác pháp. Mà mình hối hận cái việc mình làm nó cũng là ác pháp. Thành ra ba bốn thời cho cái việc sát sanh nó đều là ác pháp, rồi là người đó sát sanh xong đi xuống con đường nào đi lên là vậy. Đó là tạo ác nghiệp nặng. Còn mình tự tử thì nó có nhiều cái điều kiện như vậy. Chỉ một phút nào đó, hoặc một hai phút, hoặc một hai giây, hoặc mình cảm thấy chứ sao sao đó, mình nó đưa tới chuyện đó thôi. Mà cái đó nó chỉ thiệt hại với mình, chứ nó không thiệt hại cho người khác. Không, mình giết người thì thiệt hại cho người khác, mà thiệt hại có thể nhiều người chứ không phải một người. Thành ra cái nghiệp nó mới nặng, nó mô bích thai giá. Con thấy Hoàng Phương đã kính tri ân Ngài ạ. Dạ, xin mời quý anh chị kế tiếp ạ. Có anh chị nào có thắc mắc thì giơ tay trực tiếp hỏi Ngài hay là test chat trên màn hình. Dạ, xin mời quý anh chị. Xin mời bàn tay Liên Hoa ha. Hình như thấy bàn tay có Liên Hoa phải không Liên Hoa? Dạ xin mời Liên Hoa. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Thầm Mà Dạ, Nam mô Sang Khà Dạ. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Con xin kính chào đạo tràng. Dạ cho con hỏi một chút xíu ạ. Bạch Ngài, dạ trong cái lý duyên khởi thì Đức Phật đã giải thích rằng là cái sự tái sanh sẽ liền kề ngay sau khi cái chết xảy ra, và đó là Ngài giải thích là đoạn giảng liên, có nghĩa là điều này là cái tục sanh sẽ đến liền ngay sau khi chết mà không có khoảng cách. Vậy thì cho con hỏi là cái việc cầu siêu nó thực chất là chỉ làm an tâm của người sống và để làm tưởng nhớ người người chết thôi đúng không vậy bạch Ngài? Dạ con xin hỏi vậy thôi ạ. Dạ con xin kính dâng mức cho Ngài ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ, kính bạch Chư Tôn Hiền Dạ, kính thưa chư quý vị, chuyện cầu an cầu siêu là chuyện sau này người đời đặt ra thôi, chứ trong lời dạy Đức Phật thì không có đâu. Tại dạy Đức Phật đó, khi nào cái người đó mà đi rồi á thì người còn ở lại, nếu mà thường nhớ tới người đó thì nên làm phước để hồi hướng phước báo cho người đó. Nhưng mà cái chuyện đó Ngài cũng không có khuyến khích nhiều, bởi lý do đó cái sự nhận của cái người đó nó rất là ít, nghĩa là nó chỉ vài phần trăm thôi chứ nó không có nhiều. Vì chúng sanh ba cõi sáu đường, mà trong ba cõi đường chỉ có một loại chúng sanh có thể nhận được phước hồi hướng người khác mà thôi, đó là ngạ quỷ. Mà cái người đó mà bị như vậy làm sao được, bị sao mà có thể mình có thể giúp được, mình đâu biết họ đi đâu đâu.
nếu mình biết họ sanh, ví dụ họ sanh làm con cẩu ở lại trong nhà mình đó, thì mình mua cục bít tết mình quăng cho nó mừng hơn là mình ngồi mình hồi hướng quảng cáo cho nó đâu có nhận được gì đâu, thấy không? Ra sau này người ta bày ra, chứ không thời Đức Phật không có mấy vụ đó. Bởi vì thời Đức Phật đó là khi mình chết là mình đi theo cái nghiệp của mình và đi tích tắc liền chứ không có ấy. Bởi vì trong duyên hệ thì nói cho đó là anantara samanantara anantarupa nissaya paccaya, tức là đi liền, có cảnh giới mới liền tức khắc. Và khi có cảnh giới mới liền tức khắc là cái đó là do nghiệp mình tạo nó đưa đi. Mà khi nghiệp mình tạo, nếu lúc đó là nghiệp ác rồi đó, thì cả làng ra mà tụng kinh đó, thì cũng giống như quăng cái cục đá xuống nước, kêu cái làng ra tụng kinh thì nó cũng không có nổi lên được. Còn nếu có nghề thiện mà đưa người đó đi lên đó, thì cũng giống như cục bông gòn quăng nước cả ngàn cái dân ở trong làng ra mà tụng kinh gì đó, thì cái bông gòn nó không thể nào chìm xuống được. Thành ra cái chuyện mình làm đúng là mình phải làm phước, tạo phước độ, phước báo người đó thôi, chứ không phải để làm ăn lòng ai đó. Là ăn lòng ở đó là mình chỉ có những người tà kiến ta mới làm như để tính được ăn lòng ăn gì. Bởi người chết mình chẳng biết họ ở đâu, còn khổ thấy mồ, thí dụ như là họ ở cái chỗ mà cần được phước báo, thì cái chuyện mình nên làm phước đồ phước báo đó là cái chuyện nghĩa là giúp nhiều cái cho họ người được nhiều cơ hội. Còn nếu họ nghiệp họ nặng quá, ráng chịu mà nhẹ qua đi lên nè, họ lên đó họ có vật thực của chư thiên, mình đem cô mình cúng làm sao họ ăn được, thấy không? Mình làm gì nên dựa theo một số cái điều Đức Phật dạy trong kinh điển là mới chắc thôi, chứ còn bây giờ mình nên làm cái đó nó vô ích. Tốt nhất á, mình đừng bây giờ mình nghĩ là nên dặn con cái có gì hồi hướng cho mình nên tự tạo phước cho mình để dành, tạo phước trước để dành. Thứ hai là mình tự hồi niệm cho chính mình, vô rung này đọc học gục câu kinh Pháp Cú hay gì đó, thí dụ mình thấy bắt đầu ngáp ngáp là mình cứ niệm, mà mình tụng cái bài kinh đó thì cái tâm mình nó có thiện pháp thì nó chắc chắn đi lên. Chứ còn không lúc đó rồi mình cứ mình nhờ cái người nào đó, ông sư nào mà cầu an cầu siêu là mình còn chết sớm nữa. Tại sao bây giờ đó mình nghĩ tới ổng thôi, không biết ổng có hay, không biết mình giờ này vậy không, ổng hầu niệm cho mình được không, này kia ông dùm được cái tâm mình lúc đó. Đừng nói ông sư đó hay ấy, Đức Phật ở kế bên hầu niệm mình cũng không được nữa, tại cái tâm mình nó đang lạng quạng vậy, làm sao mình hầu niệm cho tâm mình là ác pháp rồi. Tức là triệt tăng sẵn cái lý thể đú cái tỳ và tỳ căn khả, lậu cần tử có ác pháp là chúng sanh đã chắc chắn phải đi xuống. Thành ra mình nên tạo phước báo cho mình. Cái thứ hai mình nên tự hồi niệm mình để giúp cho mình được bình tĩnh trong cái lúc đó, để mình nhớ lại thiện pháp của mình, nó vẫn tốt hơn là mình nhờ bất cứ ai tụng. Nếu mà tụng kinh mà kết quả thì mấy thằng cha mà giàu tỷ phú rồi này kia trước khi chết nó kêu con cháu rồi để tiền nào mời vài chục ngàn sư tinh Miếng Điện Thái Lan qua tụng cầu ăn cầu siêu cho tao đi thiết mấy không có chuyện đó đâu. Mình nhớ vậy. Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ con thấy Liên Hoa đã sa thuốc kính tri ân ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Mây Biết ạ. Bạch ngài, con thấy sư Nam Tông vẫn đọc kinh cầu siêu cho thân nhân quý Phật tử, như vậy quý sư có làm theo Đức Phật dạy không thưa sư? Và con kính dâng mít đến ngài. Nam Mô Bụt Thầy gia kinh Bạch Chư Tông và kính thưa chư quý vị, nếu mà bài kinh đó mà họ nói là họ tụng để siêu thì cái đó không làm theo lời Đức Phật dạy. Nghĩa là trong kinh điển đó, trong kinh điển rõ ràng đó, khi nào mà có gia đình có người chết đó, lời mời ông sư đi đám ma đám táng là đã không đúng rồi. Chứ lời mời ông sư tới xin ngài tới để quán về bất mỹ, bất tịnh và để chúng con làm phước. Tức kêu mời mấy ông đó đi quán xác chết, rồi mình làm phước rồi tự mình hồi hướng, chứ không phải ông sư đâu, ông không có làm được gì khác ngoài cái đó mà thôi. Thành ra
người ta tổ chức người ta ấy vậy đó, nhưng mà không, mình ở ngoài mình tưởng đâu tụng kinh cầu siêu cho thật sự không phải. Quý vị dân việc thật, quý vị nên để ý coi phải phải họ làm vậy là như vậy là đúng. Họ quý vị mời họ tới là quý vị dân cũng như thật vậy đó, thì họ tụng kinh. Nhưng mà tại cái lý do tại sao tụng kinh, tại vì quý vị thỉnh tụng kinh, người ta nghĩ là tụng kinh để gì phát sanh đức tin rồi quý vị có ấy. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu quý vị cũng có phước nhiều hơn đó, mời mấy sư lợi sinh, mấy sư thuyết cho chúng con một bài pháp đó. Khi mình nghe pháp rồi mình có phước, mình hậu hướng quá cho người dân vẫn tốt hơn là mời mấy sư tụng kinh. Mình nhớ chuyện đó. Bởi vì mấy ông sư cũng nghe tụng kinh câu Bali không quý vị nghe, quý vị đâu có hiểu. Mà mấy ông sư ông tụng á, xin thưa với quý vị đó, ông sư ông tụng thì ông có phước, chứ quý vị nghe quý vị không hiểu gì đâu có phước, phải không? Đó là chưa kể mà quý vị mà nghe đó, xong rồi còn tai thì chấp, mắt ngó qua ngó lại, có người nào vô cái là cái chào, hello đồ này kim sùng, hoặc lấy máy rồi bấm xin thưa quý vị đó, sau này quý vị xin có bàn tay rất đẹp đẽ, tại chấp tay cung kính nè, nghe kinh đó. Nhưng mà cái miệng cái ngó qua ngó lại, hai người này ba người đó đó chào chào vậy đó, mà không chịu nghe kinh đó. Sau này đó tay thì được bàn tay 10 ngón thon đẹp, nhưng mà cái miệng mở ra cả xóm đều bỏ chạy đó, không nên. Nào quý vị nghe kinh là quý vị có phước, chứ không phải ông sư tụng kinh để quý vị có phước, nên nhớ chuyện đó. Giáo pháp Đức Phật dạy để làm gì? Người nào hành người đó có phước. Ông sư không học để quý vị có trí tuệ. Ông sư không tập bơi để quý vị biết lội. Mà ông sư không ăn để quý vị no. Nên nhớ chuyện đó. Nên mình tới mình phải hiểu để mình làm cho nó trúng. Thì làm trúng rồi có phước, thì mình dùng cái phước đó mình hồi hướng phước báo cho người quá vãng. Chứ không phải tới đó mời thấy ông sư tụng cái chấp tay thì chấp thiệt á, nhưng mà mắt ngó lao liền hay chờ thấy ai vô cái hello, hoặc là chỉ ngồi chỗ đó ngồi chỗ kia chi vậy. Tại vì mình không hiểu mình làm vậy đâu có phước vậy đó, nên nhớ chuyện đó ha. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con thấy mày biết đã kính tri ân ngài rồi ạ. Dạ xin mời quý anh chị có thắc mắc gì không ạ? Có thể trực tiếp hỏi ngài hay là dạ con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, niệm ân đức Phật là để từ sự hiểu rõ ý nghĩa chi pháp mỗi ân đức Phật mà sở hữu tính và hỷ sanh lên mạnh thì tạm thời làm vắng mặt phiền não, hay là niệm ân đức Phật chỉ cần nhất tâm trên các câu chữ chính ân đức Phật như A La Hán, Samma Sambuddho, không cần hiểu nghĩa chi tiết cũng có thể áp chế tạm thời phiền não. Và con kính dâng mít đến ngài. Niệm ơn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, thì kính thưa quý vị, niệm ơn Đức Pháp, Đức Phật, Đức Tăng là mình cái phương pháp mình hành thiền chỉ để niệm nha. Nhưng mà niệm để có kết quả thì mình phải niệm cho đúng, và thứ hai là phải hiểu nghĩa. Thì nó giúp cho mình cái phiền não nó vắng mặt được. Tại sao? Tại vì cái tâm mình nó theo dõi được những cái đó, hiểu những ý nghĩa đó, nó làm cho bị trị phát sanh được. Chứ còn mình đọc mình không hiểu, mình đọc dầu rằng mình đọc cho nhanh để cho cái phiền não đừng vô thì cũng được, là lý do lúc đó. Nhưng mà cái tâm mình lúc đó đó chỉ là thiện pháp ly trí mà thôi, tức là bốn tâm đại thiện bên đi phía sau đó, không phải phía trước. Phía trước là hợp trí, mình hiểu từng cái câu A Nan có bao nhiêu nghĩa này kia, rồi mình đọc chậm chậm chậm, rồi tới Samma Sambuddho thôi. Mỗi ngày mình làm một cái thôi, mình niệm ơn Đức Phật. Ví dụ như bữa nay mình tụng xong rồi cái mình quán xét về ân đức A La Hán mà thôi. Ngày mai mình cũng tụng vậy, rồi mình quán xét chi cần kẻ chi tiết của cái Samma Sambuddho. Thì như vậy đó thì cái tâm thiền hợp trí nó mới phát sanh được, tại vì mình hiểu mà. Chứ còn thường thường đó, nếu người nào mà tụng quen mà biết cách tụng rồi đó, thì lúc đó mình đã có thể áp chế phiền não rồi, tại vì lúc đó mình cái tâm là tâm thiện. Chứ không lẽ mình tụng cái đó đi cái tâm tham đâu được.
tổng không tham rồi nghe nó ta nói câu này lên nữa mình tụng để ngày mai mình trúng sáu số hay nhiều đó là cái đó thì cái đó thì mới là không thể áp chế tiền não thôi. Chứ còn nếu mình tụng với tâm lúc đó là mình tụng với tâm đại thiện, dầu rằng đại thiện ly trí nữa, nó vẫn là phước báo như thường. Nhưng phước nó không có năng lực. Nếu mình tụng mình hiểu nghĩa thì cái đó phước báo là phước báo hợp trí. Tức là bốn tâm đại thiện hợp trí thì cái phước nó nhiều. Cái đó bởi vì cái phước đó là vừa là phước Phật mà vừa là phước trí. Còn nếu mà mình tụng bốn cái tâm mà nó phát sanh, nó làm việc tụng đó là tâm thiện ly trí thì cái đó chỉ là phước đức thôi chứ không phải là phước trí. Nhưng mà niệm ơn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng là chắc chắn là lúc đó phiền não nó không có phát sanh. Không phải cái ân đức của Ngài linh hiển gì không có. Cái tâm của mình đó, nó dính vô đó. Thì khi nó dính vô đó thì chắc chắn là lúc đó không có phiền não được. Nhưng mà nếu mà có với cái tâm hợp trí này vẫn tốt hơn. Nó mô Phật thầy vậy. Dạ, con thấy định tuệ xâm thu kính tri ân sư ạ. Dạ, kính mời quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không? Có thể giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là chat chat trên màn hình ạ. Kính mời quý anh chị. Dạ, chỉ còn có nửa tiếng nữa là đã hết giờ để hỏi rồi. Xin mời quý anh chị tranh thủ hỏi. Một tuần lễ chỉ có một ngày để vào để học hỏi những cái gì mình thắc mắc. Ví dụ mình học đạo mà có cái gì mình thắc mắc thì mình cứ giơ tay trực tiếp hỏi ngài để ngài giải đáp ạ. Mến chào Nguyên Như mới vào đạo tràng. Nguyên Như có thắc mắc gì không? Nguyên Như giơ tay trực tiếp hỏi ngài đi. Đạo tràng hôm nay vắng quá, không có câu hỏi gì hết. Mời xích Nguyên Như. Nguyên Như có trước máy không? Dạ bạch ngài, cho con có câu hỏi. Thí dụ ba cái phước của người cư sĩ đó bạch ngài, như là bố thí, trì giới với quân tu, có thường được gọi là ba pháp tu của người cư sĩ không bạch ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Phật Tha Gia Kinh Bạch Chư Tôn Mẹ Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Cái đó là mình nói văn tắc thôi, cho người cư sĩ là có ba cái việc phải làm. Thứ nhất là học pháp, thứ hai hành pháp, thứ ba là hộ pháp. Đó là việc người cư sĩ. Nếu quý vị coi trong cái lịch sử mà truyền bá giáo pháp Đức Phật đó, từ xưa chủ truyền là do Cận Sư Nam, Cận Sư Nữ lập ra rồi mời Chư Tăng tới ở thôi, chứ không phải như bây giờ là Chư Tăng hạ thủ công phu đi quyền tiền quyền đồ ấy. Cái đó là nó không đúng với giới lực của Đức Phật. Bởi vì ông sư xin thưa quý vị là ông mở miệng không được, mở miệng xin xỏ bất cứ cái gì không được. Ông sư là cái người đi xin, nhưng mà xin bằng thân chứ không phải xin bằng khẩu. Nhớ chuyện đó. Vì thế ông sư mình bác đi thì quý vị nhìn đồng hồ, nếu mà chưa tới đứng bóng thì quý vị có thể dân dược thực được. Nhưng mà đứng bóng trở đi rồi đó là tùy theo quý vị phải hỏi.
Ví dụ mình thấy buổi chiều khoảng 3 giờ tự nhiên thấy ông sư cũng ôm thì mình, thì người trong đó đã ra hỏi là bạch ngài cần gì, thì ngài cũng nói là mắt tôi nó ngứa, không nói chà chỉ nói vậy thôi là người ta vô ta dân chờ thuốc nhỏ mắt hay là cái gì đó người ta hỏi. Còn buổi sáng thì người ta ra người ta dân cúng dược thực được đó. Chứ ông sư ông không có mở miệng trước được, mở miệng xin được, không mở miệng được. Mà bởi Thái ở Miếng Điện thì thường ông sư mà ông có chuyện gì mà ông vô mấy cái chỗ như Phật Ma Si này kia ông sư mà người ta rất sẵn sàng nó tới dân thuốc này thuốc nọ cho ông sư, chứ không phải là đi mua. Nên là mấy sư bên đó giờ có nhiều dây dẫn là không có giữ tiền như bạc và không phải dân sống được như thường. Lên xe xuống người gì cũng không phải trả tiền, bệnh thì có bệnh viện, còn lỡ bệnh bất tử thì ra bất cứ nhà thuốc nào thì họ cũng sẵn sàng họ dân, chứ không có cái vụ mà mua. Thành ra bên đó đi là khỏe lắm. Chúng tôi mới lần đi ra đi vô, thường thường là nó đi ra tới tới phi trường, nó bắt đóng thuế phi trường nên chúng tôi nói chúng tôi không có tiền, nên nó cũng cho qua đi, nó mời đi qua cho nó không có hỏi ăn, có lo lắng gì đó. Còn ở đây thì chắc chắn là phải tốn, đó là những cái mà ở những cái nơi nó tiền lợi, nghĩa là bà tì ru bà đi xả qua xả gì đó, xứ cái nơi đang ở, cái nơi mà đang ở đó là vậy đó. Còn ở Mỹ này thì không phải cái nơi đang ở, nhưng mà bắt buộc phải ở, chứ mình ở chỗ khác mình không có khả năng gì đó. Thì bên đó là có nhiều chuyện nó vẫn tốt như như thường. Thành ra khi mà mình mở những cái thứ đó hoặc là lâu lâu cái gì mà có qua cái đó cũng là nghiên cứu một số điều kiện là cho biết. Chứ chiều mà thấy ông sư mà đi ông bệnh đi cái mình nói ông sư gì mà đi từ bệnh buổi chiều này kia ông sư nó là không có được nha, mình không biết ông làm gì. Nhưng mà xin thưa quý vị đó là mà nếu quý vị kêu mà lộn chỗ thì nó cũng kêu ánh sáng như thường. Ví dụ như 11 giờ 12 giờ kém 10 phải quý vị vô kêu phở tộc phở nó vẫn vét sơ như thường, nhưng mà trước khi nó bưng phở ra thì cảnh sát tới hỏi giấy đó, hỏi giấy chứng tù quý vị có hay không á, chứ không phải không đâu, không phải dễ. Thành ra nó không có, không làm bậy cũng không được. Phật tử phải có nhiệm vụ đó đó, tức là học pháp là vậy đó, để biết cách hành pháp. Ví dụ thấy mấy ông sư đó là biết thí dỏm không chơi, chứ còn mình thấy ông sư là cái vô mua hộp tàu hủ kỳ ra dân ông sư. Ông sư ông đâu cần cái đó đâu mấy, chứ còn ông sư mà tối ngày cứ ăn chay, còn nhiều khi ông sư cũng phải ăn chén dĩa chứ cứ bắt ăn chay không đâu có được ha. Thành ra mình phải học nên biết học pháp, rồi mình hành theo những cái pháp nào cần thiết cho mình. Ví dụ mình học rồi mình nói biết bố thí làm sao, mới biết phục vụ ông sư làm sao ha. Rồi mình học chi của giới mà biết trì giới được chứ, biết sao giữ giới nó trong sạch. Rồi dựa vào những cái đó rồi mình mới biết là trong chùa có những chuyện gì mình cần phải hộ độ hay là đó là hộ pháp. Chứ còn không là ông sư cũng làm hết rồi, ông đâu thì giờ ông tu tập hay ông trì học hỏi gì đâu. Mà khi mà ông tu cũng không có thì giờ ông học hỏi tu tập luôn, ông làm chùa không đâu lâu quý vị tới rồi mới vô đây. Sau đó dạ nhất đầu ông đem kinh Rược Sư ra ông đọc ha, ông đọc cho quý vị. Ông tụng kinh xong sư chạy với bệnh quý vị nhất đầu như thường, nó là cái lỗi cái tại quý vị không chịu học cho nó rõ ràng đó. Hở ra thì cái một là kinh Rược Sư, hai kinh Di Đà rồi kia ông sư không có lợi ích gì đó, nó là phải học cho được biết cái bổn phận của mình đó. Thành ra cái trì giới hay giữ giới hay làm gì đó là nó nằm trong cái pháp học, tức là học pháp rồi hành pháp, rồi mới có cái thứ ba là nhiệm vụ cư sĩ là hộ pháp đó. Còn chư tăng thì cũng có ba chuyện: học pháp, hành pháp và hoằng pháp. Thì mình vô chùa mình gặp sư mình hỏi. Ở bên này thì khó gặp sư để hỏi pháp, nhưng mà Thái Miếng Điện thường nếu quý vị nào vô đi nó có cái bồ đề thì bà, cái bồ đề xung quanh cái bồ đề nó có để mấy cái ghế đá hay là cái ấy để cho mình ngồi là gì. Hãy quý vị vô mà ngồi đó thì trước sau câu sư cũng ra ông ngồi đây cho quý vị thính pháp, nó gọi là lan thầm, lan là cái khoảng trống, thầm là pháp để quý vị nghe pháp được.
Anh quý vị tới lúc nào cũng vậy, là chúng tôi thường nói đây đó, là tùy thời nghe pháp hay tùy thời đồng minh pháp là gì, là khi nào quý vị có một cái thắc mắc gì đó thì quý vị vô hỏi liền, hỏi để được giải thoát, giải đáp rõ ràng để quý vị có thể hành được đó. Thì cái đó mới gọi tùy thời nghe pháp hay là tùy thời đồng minh pháp. Chứ quý vị tới giờ quý vị vô đây thì không thể gọi là tùy thời nghe pháp được. Vậy thì vô đây quý vị đâu có thắc mắc gì vào khóa đâu, ngồi từ sáng đến nay giờ đâu có mấy người lên hỏi không là vậy đó. Thành ra quý vị vô chỉ ngồi nghe thôi, thành ra nghe cái nào hiểu được hiểu không được thôi, giống có quan trọng. Còn quý vị mà có chuyện rồi đó, làm sao mà giải quyết hay gì đó, cần hỏi pháp để mình có thể mình giải quyết cái vấn đề của mình đó, thì cái đó mới là đúng là tùy thời nghe pháp thì là pháp. Bởi vì mình hỏi pháp mà có kết quả trong mình, cá nhân mình liền. Còn cái này ông sẽ ông giảng thì mình cứ ghi nhớ đó, để khi nào có việc mình xài, nhưng khi nào có việc thì mình quên mất, thấy không? Có việc là tại vô chùa để được xin cầu an đó, cái vậy đó. Thành ra nó không có nhiều lợi ích là vậy đó. Thành ra nên cố gắng học pháp đi, học cho càng nhiều càng tốt. Kiếp này xài không được, kiếp sau xài, đừng sợ nó mất nha. Nó không phải tiền đâu, mất lúc nào mất. Học rồi là mình giống như mình tạo cái nghiệp mà phước trí đó. Kiếp này sao được, kiếp sau dài. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ sa thúc con kiếp tri ân sư ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của La Vi ạ. Kính thưa sư, có lời dạy chân ngôn và chân hạnh mới làm duyên tạo ra hiệu lực của lời nguyện, kính xin sư quan hỷ giải thích chỗ này. Con kính dân mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Thầy dạ kính bạch chư tổ mẹ dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự là chân ngôn cái là lời dạy của bậc trí ha. Lời dạy bậc trí thì ít nhất là nó phải đúng. Đó là khi mình học cái đó rồi đó thì mình hành cái đúng đắc cái lời đó thì nó mới có năng lực để mình nguyện cái này nguyện cái nọ chứ. Chứ nếu bây giờ đó mình nguyện rồi cái mình là nghe cái câu cây dao nào rỗng tét đó rồi mình cũng dùng câu đó để mình làm nguyện thì đâu có được, phải không? Đó. Thành ra thường thường đó mình sau khi mình nguyện thường làm gì, mình phải tạo cái gì đó mình nguyện. Thường là sau khi mình bố thí mình đã nguyện, sau khi mình trì giới rồi mình nói nguyện. Mà trì giới nguyện là khi nào mà cái giới phát sanh là mình nói nguyện được. Chứ không phải vừa sinh thọ giới không nguyện, bởi vì sinh thọ giới không chưa chắc là người có giới, quý vị nhớ chuyện đó. Còn mình sinh thọ giới xong cái mình ra ngoài mình thấy trường hợp đó có thể mình hay dùng kiếm đi, mình có thể mình giết nó, giờ mình không giết thì khi có sự thành tựu cái giới không sát sanh này xin nguyện là làm gì đó ha. Hoặc là mình bữa nay mình nguyện mình học một câu kinh pháp cú cho thuộc, sau khi mình học thuộc rồi mình mới dùng cái câu kinh pháp cú rồi nguyện hôm nay ta học được cái câu giống như lại chúng tôi đã có tác ý làm thì do cái từ hiểu biết lễ của câu kinh pháp cú này xin là để chúng tôi được cái gì đó, hay để đó là nguyện đó, nó mới có kết quả, nó mới có năng lực. Chứ còn khi không ấy, mình vô chùa cái mình lại Đức Phật mà không biết Phật này là Phật nào, mà vô lại A Di Đà Phật rồi lớn lên đồng nguyện nè, nguyện ngài cho con trúng 5 số 6 số đâu có được, thấy không? Tại cái đó mình nó không có cái lợi ích gì trong cái việc làm của mình, nên lấy gì là mà nguyện. Thành nguyện là sau khi mình làm cái việc gì đó hay mình nói nguyện, thường thường là bố thí hoặc là thường là mình nói phóng sanh. Thật sự đây không có phóng sanh đâu, cái trả tự do cho mấy anh chim là cũng nguyện ông chùm. Phóng sanh là khi nào con vật đó nó biết chắc chắn là nó sắp đi đoàn tụ tới nơi đó, mình dùng tài sản hay là tiền bạc gì của mình mua rồi mình đi thả nó mới gọi là phóng sanh. Bây giờ mình không có thả nó thì nó chết nên mới gọi là phóng sanh. Còn bây giờ mình đi ra mua của mấy ông mà ông nuôi bằng thuốc phiện là mình thả ra nó bay những bay về chỗ cũ cho ông bắt lại cho ông đi bán lại, chứ có ai đồ phóng sanh cái đó là chỉ trả tự do thì chứ đâu gì đồ phóng sanh, thấy không? Thành ra mình làm trúng rồi mình nguyện mới có kết quả, mình làm trận sao nguyện có kết quả được.
mình trả tự do cho nó, mình nói nguyện nguyện cái phước phóng sanh này, phóng sanh đầu phóng, mình không thả nó ra nó không đâu chết đâu. Đó là có những cái chuyện như vậy đó, là phải làm đúng hành, như giống cái câu nói chân ngôn chân hạnh mới đủ năng lực để mình có thể nguyện được cái gì, còn nếu không thì ngoài có nguyện thì cũng không có thành. Nhiều khi mình nguyện nó lọt vào cái sự mong muốn mình cho cái thà mình chứ nó không thà, nó không phải là thiện pháp. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con thấy La Vi đã kính cảm ơn sư ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Diệu Minh ạ. Dạ kính thưa sư, khi con bực mình con niệm Á Ra Hăng vì con nghĩ rằng bậc A Ra Hăng là bậc không làm việc xấu nơi khuất lấp nên con thấy bất sân. Vậy việc con nghĩ thế khi niệm là đúng hay là chỉ tưởng thôi bạch sư? Kính xin sư chỉ dạy, con kính cảm ơn sư và con kính dâng mức đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh Bạch Chư Tôn mẹ gia kính thưa cha quý vị. Khi mình niệm vậy đó thì dĩ nhiên nó bất sân là phải, bởi vì cái tâm mình nó có đối tượng mới. Vì vậy đó, đây là cái technique mà thường trong mấy trường thiền đó, họ hay áp dụng đó. Cái chân mình nó đang đau, mà nếu mà mình không có tạo cho cái tâm mình nó có cái đối tượng mới thì nó cứ dính vô cái đau và thấy đau hoài. Thành ra mình niệm đau à. Đó. Tức là cái tâm mình nó, cái lộ trình tâm mình có đối tượng mới thì nó buông cái đối tượng cũ chứ có ai đâu. Nhưng mà cái đó mình chỉ làm tạm thời, đối trị tạm thời thôi. Còn mình muốn làm cho nó thật sự thì nó biết cái danh từ A La Hán nó có bao nhiêu việc. Nó có 4-5 chuyện mà nói bật đỡ bẻ gãy bánh xe bật ngồi bật không nơi phước lấp cái gì đó. Thì mình phải học thuộc cho rõ ràng, là mỗi lần mình tụng mình nhớ từng cái vậy đó. Thì cái đó cái tâm mình nó mới có nhiều cái thiền pháp vô. Bởi vì khi nguyện tự đậu đuôi dù 3 phút thì tâm mình nó có thiền pháp tới 3 phút. Thì cái đó mình mới làm gì được hay không được. Chứ còn bây giờ mình chỉ đối trị trong vòng vài giây đó thôi, chứ thành ra mình thôi niệm cái lệnh sân nó trả lại gì, bởi vì nó chưa đủ năng lực để nó làm mất cái sân đi. Đó. Thành ra cái đó chỉ là pháp đối trị thôi, nhưng mà mình phải làm cho nó đúng cách thì nó đối trị lâu hơn, còn mình làm nó đúng cách thì nó trở đi trở lại hoài. Đó. Thành ra trong đường thiền ấy ra nhiều người không hiểu cái tiếng nước đó, niệm cái đau à hết đau ra hay quá ông thường sư ông giảng hay quá, tôi đau chết rồi tôi niệm anh hết đau, làm sao hết đau được. Cái đau là cái thường trực của cơ thể mình, làm sao hết được. Nhưng mà cái tâm mình nó không còn nằm chỗ đau nữa, mà nó nằm trong cái lời mình niệm vậy đó. Thành ra nó không có để ý tới cái đau mà thôi, mình tưởng hết đau cái đau thì vẫn còn. Nam mô Bụt Thầy vậy. Dạ con xin đọc lại câu hỏi của Định Tuệ Song Tu ạ. Kính thưa sư, đối tượng của thiền tuệ là Pháp Chân Đế, nhưng ở giai đoạn đầu thực hành thiền tuệ phải nhờ niệm trên tục đế một thời gian trước khi có thể thấy ra thực tánh chân đế rồi mới thấy tam tướng, có phải vậy không kính thưa sư? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh Bạch Chư Tôn mẹ gia kính thưa chư quý vị. Thật sự ban đầu vô đó mình nói thành thiền minh sát cho vô, cho cái đó của mình chỉ thực hành niệm mà thôi. Thực hành cái niệm mình để cho nó có năng lực trong cái việc mình nhận lấy đối tượng thôi. Thành ra quý vị để trong 16 tuệ minh sát đó, trong thanh tịnh đạo bắt đầu tuệ thứ 3 trở lên nó mới gọi là tuệ minh sát.
chứ hai cái tệ đầu tệ thấy danh sắc tệ, bởi vì lúc đó mình chỉ thấy chế định nhiều hơn là ấy, mà thấy chế định thì vẫn là đối tượng của niệm nhiều hơn là đối tượng của tuệ. Dù rằng mình nói mình hành thiền quan sát là nó có ba chuyện là atabi sambacchano satima, nhưng mà mình nên nhớ ra là chưa chắc, nhiều khi mình chỉ có atabi với satima thôi. Thí dụ mình mới vô đó mà trí tuệ nó chưa phát, có năng lực nó phát sanh thì mình chỉ hành với cái tâm đại thiện ly trí thôi, thì làm sao mình có mình ngon cỡ nào, thấy không? Thành ra khi mình lên mà thấy nghĩa là tới cái tuệ thứ ba là bắt đầu thấy tâm tướng rồi đó, thì lúc đó mình thì trong thanh tịnh đạo là thành đạo kẻ tuệ mình xác chỉ có 10 tuệ là gì đó. Cho nên bởi lúc đó mới thật sự là thấy thực tính pháp, thấy danh sắc mà thấy rõ ràng, nghĩa là chứ không có thể thấy theo cái kiểu kia. Cái kiểu mà vẫn vừa trên sách vở vừa trên pháp học đó cũng thấy chứ không phải không, nhưng mà đa số là chế định thôi, chứ chưa có, thành ra cái đó vẫn gọi là thực hành niệm thôi chứ chưa được gọi là thành minh tác là vậy. Nam mô Bụt Thầy nhá. Dạ sa thúc, sa thúc, kính tri ân sư ạ. Dạ quý anh chị còn thắc mắc gì nữa không? Còn có 10 phút nữa à, xin quý anh chị tranh thủ hỏi ạ. Còn có 10 phút đó là hết giờ để mà giải đáp thắc mắc rồi. Xin mời quý anh chị. Bạch sư, con có một câu hỏi nữa. Con hỏi tại sao trong cái vấn đề mà tương quan vợ chồng đó thà giáo sư, thì ở đây nó không có phần nhắc về hỗ tương tinh thần như là tu học thiện pháp về bạch trài. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Kinh Bạch Chế Tổ Mẹ Dạ, kính thưa chư quý vị, hậu tương tinh thần là cái chuyện đó, chuyện đương nhiên đâu cần mà nói, nó không thành là một cái gì mà mới lạ trong cái việc đó đó. Bởi vì mình tới với nhau bằng cái tiền nghiệp, thì trong cái tiền nghiệp nó đã có những cái bổn phận phải làm, thì cái bổn phận phải làm đó, một phần đó nó dựa vào tiền nghiệp, một phần nó dựa vào cái hiện nghiệp tức là cái đời sống của cái xã hội đó. Thì nó chỉ theo đó mình nói thôi. Còn vợ chồng là cái chế định đặt ra thôi, chứ thật sự là gặp nhau để trả nợ nhau nhiều hơn. Mình thiếu nợ thì mình trả, còn bà thiếu nợ thì bà trả đó. Mà hai người đó vừa thiếu nợ mà trả qua trả lại thì sống lâu được. Còn hay mà ngày nào mà muốn giật nợ thì nó chia tay vậy thôi, chứ có ở đâu, thấy không? Bởi vì mình đâu phải gặp nhau kiếp này, gặp nhau bao nhiêu kiếp rồi, kiếp nào cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi, gặp nhau mới chán ngấy là nó đi dị sớm này vậy đó. Gặp nhau bao nhiêu kiếp rồi chứ đâu phải mới gặp đây đâu mà sợ. Thành ra có nhiều chuyện vậy đó, thành ra chuyện đó thì không ăn thua đó. Người ta muốn biết rõ ràng thì gặp mấy cái nhà dở rối tơi lòng vậy đó, hỏi thì họ biết chắc hơn. Còn mấy ông sư nhiều khi trong mấy cái đó thì trong kinh điển ít có dạy lắm, vì nào không biết phần sự của vợ chồng thế nào thì đọc trong bài kinh Thi Ca La Việt đó, Sẵn Ca La Sutta đó, thì cái đó thì có đề cập lại cũng ít thôi chứ không có nhiều. Bởi vì Đức Phật là dạy chúng ta đi ra, chứ ngài không có dạy chúng ta sâu vô, dạy chúng ta là con đường đi ra. Mà đi ra thì càng bớt cái chuyện mà dính dấp với nhau, đã càng nhiều càng tốt, chứ không có
không có lôi kéo nhiều. Đó. Thành ra quý vị thấy bắt đầu tám giới là đã không được giữ, không được lo nghĩ mấy chuyện đó rồi, chứ đâu cần phải nhiều đâu. Thành ra con đường Đức Phật là con đường đi ra, còn mình theo đời là mình đi vô. Phải mình tạo nghiệp là cái vô hoài, kiếp này kiếp sau vô hoài. Còn mình đi ra là mình gặp nhau là cứ quay mặt làm ngơ đó ha. Thì từ từ riết thì nó cũng sự dây dưa nó không còn nữa. Đó là lời dạy của chư Phật để giúp cho mình không còn khổ đau trong vị lai thôi, chứ còn ở đời thì cứ khổ mãi, khổ hết kiếp này kiếp khác thôi. Nam mô Bích Thai giá. Dạ sa thúc con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ hôm nay thì Ngài cũng có giải đáp nhiều các thắc mắc cho Phật tử trong đạo tràng giúp con học hỏi. Dạ bây giờ còn có 5 phút nữa, quý anh chị có câu hỏi gì nữa không ạ? Dạ hôm nay thì Ngài Trí Đức đi về Việt Nam rồi bạch cho Ngài, thành ra không có chư tăng chúc phúc cho đạo tràng. Con kính thỉnh Ngài chúc phúc cho đạo tràng dùm con ạ. Dạ thì hôm nay không có chư tăng trong đạo tràng, chỉ có mình Ngài ạ. Dạ con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bích Thầy và kính bạch chư tao mày và kính thưa chư quý vị, tất cả phước báo là phát sanh và sự pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy làm mối duyên lành để tất cả cận sinh nam cận sinh nữ cũng chư tôn hiện giả trong đạo tràng này có được cơ hội để chấm dứt được ác pháp ngu ngầm nơi tâm. Phật tu sập bầm mang khả năng ra khăn tu sập bà đề quá ta sập bà bút tha nô phà về na sa đà sô thi phá văn tu tê Phật tu sập bầm mang khả năng ra khăn tu sập bà đề quá ta sập bà thâm ma nô phà về na sa đà sô thi phá văn tu tê Phật tu sập bầm mang khả năng ra khăn tu sập bà đề quá ta sập bà sang khà nô phà về na sa đà sô thi phá văn tu tê. Rồi vậy thôi, hẹn quý vị tuần tới. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mày, Nam mô Sang Khay, Nam mô Rất Tân Nhất Tự Giác Sa. Chúng tôi xin rời đạo tràng. Dạ sa thúc chúng con kính tri ân Ngài ạ. Dạ. Uttamang ghe na quang đề hăng ba đa bang sum va rút tam ang bút thê yô khá lý tô đô sô bút thô khá ma tu tăng ma măng Uttamang ghe na quang đề hăng thẩm măng cha đô vi thăng và răng thẩm mê yô khá lý tô đô sô thẩm mô khá ma tu tăng ma măng Uttamang ghe na quang đề hăng sẵn găng cha đô vi thô tam măng sẵn khê vô khả lý tô đô sô sẵn khô khả ma tu tăng mà măng a ca sa tha cha bum ma tha đề qua na ga ma hít thi ca bún nhân nô a nu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu sa sa năng a ca sa tha cha bum ma tha đề qua na ga ma hít thi ca bún nhân nô a nu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu rắc tha kê a ca sa tha cha bum ma tha đề qua na ga ma hít thi ca bún nhân nô a nu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu na ta vô a ca sa tha cha bum ma tha đề qua na ga ma hít thi ca bún nhân nô a nu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu ba ni nô a ca sa tha cha bum ma tha na ma hít thi ca bún nhân nô a nu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu nô sa đa chữ thiên ngữ trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều long dương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh. Dạ con xin cảm ơn quý anh chị trong đạo tràng đã hôm nay đã đến
giữ cái ngày của ngài Liễu Tông lên trả lời Phật pháp. Và xin cảm ơn đạo tràng và xin chúc các quý anh chị được một ngày an lành và một đêm an lành. Và cảm ơn nghe chị Như Quang đã bót bài dùm. Và cảm ơn quý anh chị. Và xin mời Thi Lâm ha. Thi Lâm một lát đóng rung dùm cô được không? Bây giờ và Chư Tăng thì và cảm ơn chị Như Quang rất là nhiều. Và hôm nay thì không có chị Nhật Quỳnh và không có sư nữa, thành ra mình cũng tóm tắt vậy thôi. Dạ, xin chào quý anh chị, xin hẹn gặp lại quý anh chị vào ngày mai cũng vào giờ như thường lệ. Dạ, rồi cô xuống mít ha, gửi mít lại cho Thi Lâm nha.